một người đàn ông đang cố gắng lái xe thoát ra khỏi thị trấn. Anh ấy đã đi vòng vòng không biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn không thể tìm được lối ra. Anh muốn hỏi đường mọi người xung quanh, nhưng thấy ai nấy mặt đều căng thẳng nên không dám mở lời. Nam chính Ethan là đặc vụ ở một cơ quan mật. Một ngày, khi Ethan có chuyến đi điều tra về vụ mất tích của đồng hương, anh gặp phải tai nạn xe. Khi tỉnh lại sau cơn hôn mê sâu, anh thấy mình đang nằm trong một khu rừng thông đầy cây cối. Ngoại trừ những vết thương trên mặt thì quần áo vẫn còn nguyên vẹn. Ethan cố gắng dùng chút sức lực yếu ớt của mình đi ra khỏi rừng thông và đến một thị trấn yên tĩnh gần đó. Người qua đường liếc nhìn anh một cách đầy nghi hoặc. Ethan không hiểu tại sao mọi người lại có thái độ như vậy. Anh phớt lờ rồi bước vào một nhà hàng bất kỳ, hỏi người phục vụ đây là đâu. Cô nói đây là thị trấn nhỏ nằm ở Idaho. Ethan vẫn muốn hỏi thêm điều gì đó nhưng anh đã ngất đi vì bị kiệt sức. Khi tỉnh lại, anh thấy mình đang nằm trên giường bệnh. Cô y tá có khuôn mặt tốt bụng đến gần và nói rằng anh đã bị gãy xương sườn sau vụ tai nạn xe hơi. Ethan kể lại những gì anh nhớ trước đó. Ethan và các đồng nghiệp của mình đang lái xe đến nơi này để điều tra vụ mất tích của hai đặc vụ thì bất ngờ va chạm với một chiếc xe tải. Sau khi tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm ở rừng thông. Ethan hỏi cô y tá những người đồng nghiệp của anh đang ở đâu. Cô y tá nói rằng họ đã chết ngay tại chỗ, duy chỉ có mình anh may mắn sống sót. Điều này làm Ethan cảm thấy rất buồn. Anh muốn lấy điện thoại gọi về báo tin cho gia đình nhưng y tá nói rằng điện thoại và đồ dùng cá nhân của anh đều đang ở đồn cảnh sát, khuyên anh nên ở lại bệnh viện hồi sức trước. Ethan đành nghe lời cô y tá. Nhiều giờ trôi qua, Ethan nằm trên giường mà không thấy có bất kỳ một bệnh nhân hay bác sĩ nào xung quanh. Anh cảm thấy có chút lo lắng, vội vàng mặc quần áo và đi ra ngoài hành lang để xem xét tình hình. Cửa ra vào của từng khu đều bị đóng chặt, xung quanh yên tĩnh đến kỳ lạ. Ethan thấy có gì đó không ổn và bước từng bước nặng nề tiến đến thang máy, chuẩn bị rời khỏi bệnh viện. Đột nhiên cô y tá bất ngờ xuất hiện phía sau và bảo anh không được rời đi. Nhưng Ethan vẫn nhất quyết muốn ra ngoài, cô y tá đành miễn cưỡng để anh đi. Sau khi rời khỏi bệnh viện, Ethan chậm rãi đến đồn cảnh sát để lấy lại điện thoại. Không ngờ, đồn cảnh sát lại đóng cửa. Ethan đành đến một quán bar gần đó. Anh mượn điện thoại của nhân viên phục vụ để gọi về cho vợ, nhưng đầu dây bên kia lại không bắt máy. Cô bồi bàn Beverly đưa cho Ethan một chiếc bánh mì và hỏi anh tại sao lại đến nơi này. Ethan không hề cảnh giác, nói rằng anh đến đây để điều tra vụ mất tích bí ẩn của hai đồng nghiệp. Sau khi nghe tên hai đồng nghiệp của Ethan, Beverly tỏ ra cảm thông và viết một mảnh giấy đưa cho Ethan, nói rằng đây là địa chỉ nhà cô, anh có thể đến gặp cô bất cứ lúc nào nếu cần sự trợ giúp. Ethan cảm thấy hơi khó hiểu, anh lật mảnh giấy và thấy có một hàng chữ ở phía sau. Khi Ethan rời quán bar thì trời đã tối, anh đi ngang qua một bụi cây thì tình cờ nghe thấy tiếng dế kêu. Ethan lập tức nhớ đến mảnh giấy mà Beverly để lại cho mình, nên anh đã tìm kiếm cẩn thận và phát hiện ra đó chỉ là một chiếc loa nhỏ phát ra tiếng kêu của dế mèn. Điều này khiến anh có chút bất an. Sau đó Ethan tìm thấy một khách sạn và ở lại qua đêm. Nhưng vì không một xu dính túi, nên sáng hôm sau anh đã bị nhân viên đuổi ra khỏi phòng. Ethan không có nơi nào để đi đành đến nhà Beverly. Anh lần theo địa chỉ và đến một ngôi nhà gỗ cũ nát, có vẻ như nó đã bị bỏ hoang trong một thời gian dài, cỏ dại mọc đầy khắp nơi. Ethan chậm rãi đẩy cánh cửa bước vào, cảnh tượng bên trong thật đáng sợ, trên giường có một xác chết đang phân hủy đen thui, bốc mùi nồng nặc. Anh lấy hết can đảm đến gần, phát hiện hóa ra đây chính là một trong hai người đồng nghiệp đã mất tích. Ethan hốt hoảng trở lại đồn cảnh sát một lần nữa, may mắn nó đã mở. Anh giải thích tình hình với cảnh sát trưởng, nói muốn lấy lại đồ đạc của mình. Nhưng quan trọng nhất anh đến để trình bày việc bắt gặp một thi thể đang phân hủy trong ngôi nhà gỗ, ở ngoại ô. Nhưng tên cảnh sát trưởng chẳng thèm quan tâm lời nói của Ethan, vẫn ngồi chơi game bình thản và vứt ra một câu lạnh lùng rằng đồ đạc của anh không có ở đây. Sau đó anh ta hỏi địa điểm cụ thể của xác chết đang phân hủy kia. Ethan nói rằng nhìn vào xác chết kia có thể thấy anh ấy đã bị tra tấn, mổ xẻ và có vẻ như đã bị hại chết từ rất lâu. Ethan đề nghị đưa cảnh sát đến đó điều tra nhưng anh ta ngay lập tức từ chối. Ethan bất lực với tên cặn bã này. Lúc này, anh chỉ muốn liên lạc với đồng nghiệp và gia đình, nhưng điện thoại của vợ mãi không có tín hiệu. May mắn một người ở sở mật vụ mà anh đang làm đã nhấc máy. Ethan đề nghị muốn nói chuyện với sếp, hoặc cho anh số điện thoại di động của ông ấy, như người đầu dây bên kia nói cô ta mới đi làm được 3 ngày không biết gì cả. Cách trả lời đi vào lòng đất của cô ta khiến Ethan phát cáu. Anh tức giận cúp điện thoại. Ethan cảm giác bản thân đang lạc vào một thị trấn kỳ lạ đang bị thế lực thần bí nào đó ngăn cách với thế giới bên ngoài. Nhưng anh không biết phải làm gì bây giờ. Ethan suy sụp lại đến quán bar, muốn gặp Beverly để hỏi rõ. Nhưng đáng kinh ngạc, người chủ quán bar nói rằng không có nữ phục vụ nào ở đây cả. Ethan vô cùng hoang mang, kích động túm lấy cổ áo người chủ một cách giận dữ. Kết quả anh bị ông chủ đánh ngã xuống đất bằng một cú đấm trời giáng. Khi Ethan tỉnh lại, anh đã quay trở lại bệnh viện. Nhưng không giống lần trước, lần này, Ethan bị còng tay chân và không thể cử động. Một bác sĩ tóc bạc đi tới nói rằng,
anh có khối máu tụ trong não sau vụ tai nạn nên đã sinh ra ảo giác, cần phẫu thuật ngay lập tức. Nhưng bằng trực giác của một đặc vụ, y hơn tin chắc rằng những gì anh vừa trải qua không phải là ảo giác. Tuy nhiên cô y tá đã phớt lờ sự phản kháng của anh và tiêm thuốc an thần, với vẻ mặt thản nhiên. Y hơn không ngừng vùng vẫy còn y tá hí hửng đưa anh ra khỏi phòng, vừa đi vừa huýt sáo. Sau khi đặt y hơn ở trước cửa phòng phẫu thuật, cô ta quay người rời đi. Ngay sau đó, chiếc giường bị đẩy đi tiếp. Y hơn nghĩ rằng mình chết chắc rồi, nhưng không ngờ người đó lại là Beverly. Cô đã mạo hiểm lẻn vào trong bệnh viện để giải cứu anh. Y hơn không kịp hỏi Beverly vì sao cô lại xuất hiện ở đây, chỉ muốn ngay lập tức trốn khỏi bệnh viện quái đản này. Nhưng để làm được điều đó, họ phải vượt qua cửa ải cô y tá kia trước khi y hơn bị ngấm thuốc an thần. Sau đó, hai người họ mỗi người trốn trong một phòng. Y hơn dùng khăn quấn trên tay đập vỡ tấm gương, dùng nó làm thấu kính quan sát tình hình bên ngoài. Cô y tá điên rồ đã đến rồi, cô ta nhìn vào căn phòng mà Beverly đang ẩn nấp, thấy những vệt nước trên mặt đất, biết rằng chắc hẳn có ai đó vừa đột nhập vào. Thuốc an thần đã phát huy tác dụng khiến y hơn chóng mặt và nặng mí mắt. Anh cố gắng hết sức để kiềm chế cơn buồn ngủ và hít một hơi thật sâu. Sau đó, anh lao ra khỏi cửa, và dùng mảnh gương trong tay đâm cô y tá đang đứng trước phòng Beverly. Beverly vội vàng chạy ra, đỡ y hơn đang sắp gục ngã ra khỏi bệnh viện. Hai người nhanh chóng đến một căn phòng hẻo lánh. Beverly bắt đầu kể về những gì đã xảy ra với cô ấy, hóa ra cô cũng là người ở bên ngoài lạc vào đây. Cô ấy đến thị trấn vào năm 1999 và suốt một năm nay cô đã tìm cách trốn chạy, nhưng vẫn không thoát ra khỏi nơi quỷ quái này. Người đồng nghiệp đã chết trong căn phòng kia chính là bị cảnh sát trưởng xử tử vì cố gắng trốn thoát. Ethan cảm thấy khó hiểu, bây giờ rõ ràng là năm 2014, sao Beverly lại nói mới ở nơi này hơn một năm, vậy không phải là năm 2000 sao? Nhưng chưa kịp hỏi rõ thì Ethan đã rơi vào cơn mê. Khi tỉnh lại, anh thấy Beverly đã biến mất. Ethan không thể hiểu được những gì đang xảy ra với mình, tất cả mọi thứ như một cơn ác mộng vậy. Anh một mình đến con phố trong thị trấn, một bữa tiệc sôi động cách đó không xa đã thu hút sự chú ý của Ethan. Anh bước vào và bắt gặp một bóng dáng quen thuộc. Người phụ nữ xinh đẹp tóc vàng kia chính là một trong hai đặc vụ mất tích. Cô tên là Kate. Ethan chắc chắn không thể nhận nhầm người vì trước đó, cả hai đã có một mối quan hệ bất thường với nhau. Nhưng điều kỳ lạ là Kate trông già hơn rất nhiều, cứ như thể đã rất nhiều năm trôi qua. Ethan không muốn đến chỗ Kate ngay lập tức, mà trốn sang một bên quan sát cho đến khi tiệc tàn. Anh lặng lẽ nhìn từ phía sau và thấy Kate cùng một người đàn ông bước vào một ngôi nhà. Sau đó anh lấy hết can đảm gõ cửa. Ethan chắc chắn rằng người trước mặt anh là Kate nhưng cô đã khẳng định rằng anh nhận nhầm người. Sau đó, Kate lấy cớ muốn nói chuyện riêng với Ethan. Khi chỉ còn hai người, Kate mới cảnh báo anh hãy cẩn thận. Cô ấy cũng chỉ đang diễn vì xung quanh nơi này đều có camera. Ethan thắc mắc tại sao Kate lại trông già đi rất nhiều. Kate cho biết cô đã sống ở thị trấn được 12 năm rồi. Ethan không khỏi hoang mang khi nghe thấy điều này. Vì rõ ràng, một tháng trước, họ vẫn đang ở bên nhau. Kate không muốn giải thích thêm, có vẻ như cô lo sợ sẽ vô tình tiết lộ chuyện gì đó. Chỉ nhắc nhở Ethan nhanh chóng rời khỏi đây nếu không mọi người đều sẽ gặp nguy hiểm. Sau đó cô ấy quay lưng bỏ đi với một nụ cười lịch sự và xa lạ. Ethan suy sụp và muốn rời khỏi thị trấn này càng sớm càng tốt. Anh vô tình nhìn thấy một chiếc ô tô đậu ven đường nên đã đập vỡ cửa kính, rồi nhanh chóng lái xe rời đi. Trong chốc lát, anh đã đi ra khỏi thị trấn xa lạ và đến con đường mòn bên rừng thông. Nhìn thấy bảng tên thị trấn bên đường, anh cảm thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng anh đã có thể rời khỏi nơi ma quái này. Nhưng một lúc sau, Ethan lại nhìn thấy bảng tên thị trấn. Rõ ràng nãy giờ anh chỉ lái xe vòng vòng quanh đây. Ethan biết có gì đó không ổn, anh nghĩ đến việc tự chạy trốn. Anh đậu xe bên đường rồi chạy thẳng vào rừng thông, đi về phía trước theo một hướng nhất định. Ethan còn cố gắng trèo qua con dốc cao chứ nhất định không đi đường vòng. Ethan động viên bản thân, nếu cố gắng đi thẳng, chắc chắn có thể rời khỏi thị trấn. Nhưng anh không thể ngờ được rằng, công sức đi cả ngày trời vẫn không thể tìm thấy lối ra. Khi đi đến cuối con đường, trước mặt anh là một bức tường cao ngăn cách, bên trên còn có lưới điện cao thế, việc treo qua là hoàn toàn không thể. Anh bất lực đành phải quay lại con đường mòn, nhưng ngay khi anh lên xe, cảnh sát trưởng của thị trấn đã tới chỗ anh. Ethan giải thích những điều kỳ quái anh gặp phải cho cảnh sát trưởng, nhưng anh ta không hề quan tâm. Cảnh sát trưởng nói đã gọi cho sở mật vụ để xác nhận và biết được rằng, không hề có người nào như Ethan. Tuy nhiên, cảnh sát trưởng cũng không làm gì anh, chỉ cảnh cáo rằng Ethan nên ngoan ngoãn ở lại đây, đừng nghĩ đến việc bỏ trốn. Ethan quay trở về khách sạn, nằm trên giường suy nghĩ, anh tin chắc rằng những gì anh đang trải qua không phải là ảo giác hay một giấc mơ. Thay vào đó, anh đang bị mắc kẹt trong một thị trấn bởi một tấm lưới lớn vô hình. Ethan quyết tâm bằng mọi giá phải tìm được cách trốn khỏi nơi kỳ quái này. Vì điện thoại không thể liên lạc được với thế giới bên ngoài, Ethan muốn tìm manh mối thông qua Internet hoặc báo chí. Nhưng nhân viên khách sạn nói với anh rằng ở đây không có Internet, cũng không có báo chí. Ethan đến bất lực với cái thị trấn lạc hậu này. Ethan quay trở lại ngôi nhà gỗ để tìm kiếm đồ vật có thể dùng được.
thi thể của người đồng nghiệp vẫn chưa được xử lý. Mùi hôi thối bốc lên thu hút vô số ruồi nhặng. Ethan bịt mũi và tìm thấy một cuốn sổ nhỏ trong giày của xác chết. Khi anh định cầm lên xem, cảnh sát trưởng cầm súng chĩa sau lưng anh. Ethan hỏi tại sao cái xác vẫn chưa được xử lý. Cảnh sát trưởng trả lời rằng, chuyên gia khám nghiệm tử thi đang đến và ra lệnh cho Ethan nhanh chóng trở về khách sạn, không được chạy lung tung. Ethan liếc nhìn cuốn sổ trong giày, không thể lấy được nó, anh đành rời khỏi căn nhà một cách miễn cưỡng. Sau đó anh lại đến quán bar. Lần này, Beverly đã xuất hiện, chứng tỏ trước đó tên chủ quán đã nói dối. Nhưng Ethan cũng không muốn làm rõ, chỉ hỏi Beverly tại sao người đồng nghiệp của anh lại chết. Beverly nhìn xung quanh, nhiều thiết bị nghe lén đang giám sát họ, cô cố tình vặn to loa và giả vờ nhảy nhót, tiến lại gần và thì thầm với anh. Beverly nói trước đó cô đã lên kế hoạch bỏ trốn cùng người đặc vụ kia, họ đã tính toán rất cẩn thận, còn được ghi chép trong một cuốn sổ. Ethan đoán rằng chắc hẳn đó là cuốn sổ anh đã nhìn thấy trong giày của xác chết. Đúng lúc này, chủ quán bar quay lại, Beverly không dám tiết lộ gì thêm, hẹn Ethan gặp mặt lần sau. Cô đưa cho Ethan một ít tiền và bảo anh đi mua gì đó ăn. Ethan nhận tiền và đi đến quán cà phê, đồng thời tranh thủ thời gian gọi cho sở mật vụ. Ethan nhận ra người ở đầu dây bên kia hóa ra là giả mạo, đành cúp máy. Lúc trả tiền cà phê, Ethan nhìn thấy có gì đó được ghi trên tờ tiền, nhưng ngay khi anh vừa định nhìn nó, nhân viên đã giật lấy nó. Qua cuộc nói chuyện với nhân viên, anh biết được Kate đang làm việc trong một cửa hàng đồ chơi. Ethan lần theo địa chỉ, tìm thấy Kate đang ở cửa hàng. Ethan không thể chấp nhận được việc người một tháng trước vừa đầu gối tay ấp với mình, nay lại trở nên hờ hững như vậy. Anh bước nhanh đến chỗ Kate, muốn hỏi xem cô đã trải qua những gì và tại sao người đặc vụ còn lại kia chết. Kate chưa kịp trả lời, thì chồng cô đột nhiên xuất hiện cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Ethan không hỏi thêm nữa mà lấy ra những tờ tiền giấy và nói rằng, anh đã phát hiện tiền được sử dụng trong thị trấn này, đều là giả. Kate từng là một đặc vụ, cũng đã nhận ra điều này từ lâu. Ethan rất nghi ngờ, hỏi rằng rốt cuộc cô đang che giấu bí mật gì. Nhưng dù Ethan có hỏi đến mấy, Kate vẫn im lặng, chỉ tiết lộ với anh một điều rằng người đặc vụ quá cố đã có vợ. Ethan buồn bã rời khỏi cửa hàng thì bất chợt nhìn thấy một tấm biển trên tường. Trên đó viết các quy tắc của thị trấn. Đừng cố gắng rời khỏi thị trấn, đừng thảo luận về quá khứ, khi có điện thoại phải lập tức nghe máy. Ethan quay lại nhìn Kate một cái trước khi rời đi. Không biết từ bao giờ anh cũng đã dần quen với những quy tắc ở đây. Ethan đi đến nhà của người đồng nghiệp đã chết và nói rõ thân phận của mình với vợ anh ta. Nhưng người vợ nói rằng chồng mình không phải là đặc vụ, sau đó lạnh lùng đóng cửa mà không tiết lộ thêm bất cứ điều gì. Ethan quyết định đến gặp cảnh sát trưởng một lần nữa. Nhưng không ngờ, cảnh sát trưởng vẫn luôn biết rõ hành tung của anh và khuyên anh chỉ nên ở yên trong khách sạn. Ethan hỏi anh ta về báo cáo khám nghiệm tử thi. Cảnh sát trưởng cho biết thi thể đã được đưa đến nhà xác bệnh viện, nhưng báo cáo kiểm tra vẫn chưa có. Ethan nghĩ một chút, cảm thấy việc đi tìm nguyên nhân cái chết của đồng nghiệp cũng không còn quan trọng nữa, dù sao anh ấy cũng đã chết. Chi bằng cố gắng tìm lại cuốn sổ và tìm cách rời khỏi đây. Nghĩ là làm, Ethan nhanh chóng rời đi, anh đến bệnh viện kiểm tra nhưng cuốn sổ đã không còn nữa. Anh nhìn quanh và cuối cùng cũng tìm thấy nó nằm trong đống đồ cá nhân. Sau đó, Ethan đến gặp Beverly tại địa điểm đã hẹn. Anh lấy ra cuốn sổ, trong đó có một tờ giấy vẽ bản đồ của thị trấn. Beverly nhắc nhở, trước khi thực hiện kế hoạch, cần phải lấy một thứ ra khỏi cơ thể. Lúc này, Ethan mới biết được rằng khi anh hôn mê, bác sĩ đã cấy vào người anh một con chip định vị, mọi cư dân ở đây cũng đều có con chip đó trong người. Ethan nghĩ lại, bảo sao cảnh sát trưởng biết rõ mọi hành động của anh như vậy. Beverly thuần thục giúp Ethan lấy con chip trong người ra, bày tỏ mong muốn rời khỏi nơi ma quái này ngay lập tức. Nhưng Ethan khuyên nhủ cô, nói rằng kế hoạch vẫn cần phải được bàn bạc cẩn thận hơn nữa, nếu xảy ra sai sót, nhất định họ sẽ phải bỏ mạng. Trên đường trở về, Beverly nói với anh rằng, tất cả cư dân trông rất e dè vì một khi vi phạm những quy tắc của thị trấn, bọn họ đều sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Và người đồng nghiệp đã chết chính là một ví dụ điển hình. Lúc trước, khi họ bỏ chạy, may mắn là Beverly không bị báo cáo nên mới không phải bỏ mạng. Khi vừa đến thị trấn, họ tình cờ gặp vợ chồng Kate. Kate chồng vẫn rất tự nhiên và điềm tĩnh, như thể cô ấy không hề quen biết anh. Kate muốn mời Ethan và Beverly tối mai đến nhà mình ăn để mọi người có cơ hội hiểu nhau hơn. Ethan ngay lập tức đồng ý, vì anh biết rằng chắc hẳn cô muốn tạo cơ hội để tiết lộ chuyện gì đó. Sau khi Ethan trở về khách sạn, anh xem xét thật kỹ tấm bản đồ. Trên đó có đánh dấu vị trí một gói hàng được giấu trong rừng thông. Ethan liền quấn con chip định vị lên giường khách sạn, rồi lần theo bản đồ đi đến nơi giấu gói hàng, đó là một cái cây lớn. Khi Ethan trèo lên để lấy nó, một tiếng súng vang lên, hóa ra là cảnh sát trưởng đang bắn vào một thứ gì đó ở đằng xa. Chiều hôm đó, Ethan và Beverly chuẩn bị đến nhà Kate, nhưng giữa đường, Beverly nói muốn hủy cuộc hẹn này. Ethan an ủi cô và nói tối nay họ sẽ chạy trốn và cô cũng phải có mặt ở đó. Anh đã vẽ ra cẩn thận kế hoạch rời khỏi đây. Anh sẽ vào nhà vệ sinh trước để kiểm tra xem có thiết bị giám sát nào không.
nếu không có vấn đề gì sẽ giấu chip định vị trong đó. Ăn tối xong, họ sẽ lập tức tới cái cây trong rừng thông để lấy gói hàng. Khi có được nó, họ có thể trèo qua bức tường ngăn cách một cách thuận lợi. Beverly có chút lưỡng lự nhưng cũng đồng ý. Mặc dù không khí của bữa tối rất vui vẻ nhưng Beverly vẫn căng thẳng, chân cô liên tục run lên bần bật vì sợ hãi. Ethan đặt con chip dưới bàn ăn, sau đó vào phòng vệ sinh để tìm xem có thiết bị giám sát hay không. Beverly chỉ còn lại một mình, trong lòng cảm thấy rất khó chịu, lời nói ấp úng không mạch lạc. Thậm chí còn vô tình tiết lộ trước đây mình có một đứa con gái. Điều này đã vi phạm nguyên tắc của thị trấn rằng không được nói về quá khứ. Beverly biết rằng mình đã lỡ lời nên viện cớ đi vào nhà vệ sinh. Sau khoảng 10 phút, Kết thấy cô vẫn chưa ra nên muốn đi xem thử. Ethan vội vàng giải thích rằng Beverly bị đau bụng nên đã về nhà trước, anh sẽ tự đi kiểm tra. Một loạt các hành động bất thường của họ khiến vợ chồng Kết ngay lập tức nhận ra rằng hai người sắp bỏ trốn. Ethan nhanh chóng bắt kịp Beverly đang hoảng hốt. Beverly cũng nhận thấy mình đã vi phạm nguyên tắc của thị trấn rồi. Đúng lúc này, điện thoại của các nhà dân quanh đó đồng loạt đổ chuông. Beverly sợ hãi đến mức gần như gục ngã, vì trước kia người đặc vụ quá cố bị bắt cũng xảy ra điều tương tự. Những tiếng la hét của cư dân trong nhà liên tục vang lên. Ethan cũng cảm nhận được nguy hiểm đang đến và cùng Beverly bỏ chạy. Thấy cư dân đang đuổi theo, anh bảo cô hãy vào rừng trước còn mình sẽ đánh lạc hướng đám đông. Những cư dân sau khi nhận được cuộc gọi đã trở nên điên cuồng, giáo giết đuổi theo, một số thậm chí còn cầm theo vũ khí. Beverly run sợ nấp sau bức tường, nhìn thấy đám đông ra xa liền di chuyển rời đi. Tuy nhiên, cư dân trong thị trấn quá đông nên cô đã bị bắt lại. Ethan từng là một đặc công nên dễ dàng thoát khỏi đám đông săn đuổi. Sau đó anh trốn trong một tòa nhà hoang vắng, từ cửa sổ lầu 2, anh đã nhìn thấy một cảnh tượng kinh khủng. Beverly bị hai người đàn ông lực lưỡng kéo về một khán đài dựng sẵn. Rất nhiều người dân đứng vây quanh đang không ngừng vỗ tay tán thưởng, tựa như đang tổ chức một lễ khen thưởng gì đó. Sau đó, cảnh sát trưởng hét lớn lại quy tắc của thị trấn, những ai có ý định bỏ trốn đều sẽ bị trừng phạt. Sau đó, ông cảm ơn vợ chồng Kết vì đã làm tròn bổn phận công dân gương mẫu, và kịp thời báo tin cho mọi người. Beverly bị trói hai tay vào khung sắt, sau đó, một tên đàn ông lực lưỡng cắt cổ cô một cách tàn nhẫn. Phía bên dưới khán đài, có người cảm thấy sững sờ, có người cố gắng kìm nước mắt, nhưng đa số người dân đều vỗ tay tán thưởng trong sung sướng. Ethan theo dõi toàn bộ quá trình, một cảm giác ớn lạnh thấu tận tim can. Sau lễ trừng phạt kẻ bỏ trốn, vợ chồng Kết trở về nhà, cô bảo chồng lên tầng trước còn mình sẽ pha một tách trà. Thực ra cô đã biết rõ ý định của hai người khi họ đến tìm mình. Ethan tứ giận trách Kết tại sao lại báo cáo chuyện đó làm Beverly mất mạng, nhưng Kết cảm thấy mình không làm điều gì sai cả, cô làm vậy chỉ để duy trì sự an toàn của thị trấn. Sau đó cô thả lại vào tay Ethan con chip của anh, đồng thời dặn dò anh hãy an phận và đừng bao giờ nghĩ đến ý định bỏ trốn. Nhưng Ethan vẫn không muốn bỏ cuộc, anh muốn cố gắng đưa Kết cùng trốn thoát khỏi nơi này, nhưng Kết lại từ chối không một chút do dự. Sáng hôm sau, Ethan đến căn nhà gỗ cũ nát, thấy thi thể Beverly đang bị treo lên trên mái nhà, tàn nhẫn như cách họ đã làm với người đồng nghiệp quá cố. Anh đưa cô xuống và cẩn thận che chắn thi thể, Ethan lòng đầy chua xót, đồng thời quyết tâm phải thoát khỏi thị trấn này. Nhưng anh không thể ngờ được cơ hội lại đến nhanh như vậy, khi ra khỏi căn nhà gỗ, anh vô tình nhìn thấy một chiếc xe tải chở đầy đồ đạc đang đi trên đường. Vì thị trấn không thể tự túc được nên vẫn phải nhờ ô tô từ bên ngoài giúp đỡ. Nhân lúc nhân viên không chú ý, Ethan bí mật trốn vào trong xe, nước đi này có vẻ mạo hiểm. Nhưng để thoát khỏi thị trấn, anh cảm thấy những việc này không là gì cả. Sau một khoảng thời gian di chuyển, chiếc xe tải dừng lại, anh lặng lẽ mở cửa bước ra ngoài. Đây là một nhà kho khổng lồ, rộng rãi và sáng sủa. Ethan không biết liệu nơi này có phải bên ngoài thị trấn hay không, anh thận trọng nấp sang một bên để tránh bị phát hiện. Trong này còn có rất nhiều ô tô bám đầy bụi, anh quyết định điều tra rõ xem đây là nơi quái quỷ nào. Ethan quan sát những chiếc xe bám bụi, để ý thấy có chiếc xe của vợ anh, Teresa cũng ở trong đó. Anh hiếu kỳ lên xe tìm kiếm, bên trong xe còn có đồ đạc cá nhân của vợ anh. Ethan thắc mắc không biết tại sao xe vợ mình lại ở đây, liệu có phải cô ấy cũng bị lạc đến đây giống anh không? Khi Ethan đang mải mê suy nghĩ thì cửa kính xe đột nhiên bị đập vỡ. Anh mở cửa ra thì nhìn thấy đó là cảnh sát trưởng. Ethan mất cảnh giác và bị anh ta quật ngã xuống đất bất tỉnh. Khi tỉnh dậy, anh thấy mình đã ở trong bệnh viện. Từ lời của y tá, anh biết được một tin tức bất ngờ. Vợ và con trai của anh đã đến thị trấn này, hiện họ đang ở nhà của Beverly. Ethan đến nhà của Beverly trong sự hoài nghi, tận mắt nhìn thấy vợ và con trai đang đứng trước mặt. Anh cảm thấy rất vui, nhưng nỗi lo lắng còn nhiều hơn. Cả gia đình ôm chặt lấy nhau, Ethan tò mò hỏi hai mẹ con đến đây bằng cách nào. Teresa bắt đầu kể lại hành trình của mình. Khi biết Ethan bị tai nạn xe hơi, cô nhanh chóng nhận ra có điều gì đó kỳ lạ. Thi thể của Ethan không được tìm thấy tại hiện trường vụ tai nạn, hơn nữa không hề có dấu vết nào của anh trên xe. Con trai anh nghĩ rằng có thể bố mình đã bỏ trốn với Kết.
Hóa ra chuyện y thơ ngoại tình, mọi người trong gia đình đều đã biết, nhưng vợ anh vẫn âm thầm chịu đựng để con trai có một mái ấm trọn vẹn. Sau khi đến sở mật vụ báo án, Teresa biết được chồng mình đang trên đường đến thị trấn rừng thông trước khi xảy ra tai nạn, vì vậy cô quyết định mang theo con trai tới đây tìm anh. Nhưng chưa kịp đến nơi, họ đã chạm trán với cảnh sát trưởng. Hắn ta giả vờ tốt bụng sửa xe cho Teresa, sau đó cố ý làm hỏng chiếc xe khiến hai mẹ con gặp tai nạn. Khi tỉnh dậy thì họ đã nằm trong bệnh viện của thị trấn. Một nhân viên môi giới đã đưa hai mẹ con đến đây và hào phóng nói rằng ngôi nhà này bây giờ là nơi ở mới của gia đình Ethan. Ethan hỏi người môi giới đây rõ ràng là nhà của Beverly mà, tại sao họ lại ở đây? Anh ta nói rằng Beverly đã chết, vì vậy đây không còn là nhà của cô ấy nữa. Anh ta cũng nhắc nhở Ethan rằng trong ngôi nhà này được trang bị rất nhiều hệ thống giám, vì vậy đừng làm ra những chuyện sai trái. Ethan không muốn vợ con cũng bị mắc kẹt ở nơi này, liên tục dặn vợ không được đi lung tung hay nói chuyện với ai. Sau đó anh nhanh chóng chạy đến đồn cảnh sát, không ngờ y tá của bệnh viện cũng có mặt ở đây. Ethan lớn tiếng hỏi cảnh sát trưởng, tại sao anh lại đưa gia đình tôi đến đây? Cảnh sát trưởng bình thản nói rằng hắn làm tất cả những điều này là vì muốn anh có thể cùng gia đình chung sống hạnh phúc ở đây và sẽ không bao giờ nghĩ đến việc bỏ trốn nữa. Sau khi nghe những lời giả tạo của cảnh sát trưởng, Ethan càng tức giận hơn. Khi hai bên đang tranh cãi, một cuộc điện thoại bí ẩn bất ngờ gọi đến nhắc nhở cảnh sát trưởng dừng lại. Lúc này, Ethan mới biết hóa ra còn có một người quyền lực hơn đứng sau cảnh sát trưởng, hắn ta cũng chỉ là một con rối bị người khác điều khiển. Ethan biết nói nhiều cũng vô ích nên đành quay lưng rời đi. Trên đường đi, anh tình cờ gặp bác sĩ tâm lý, ông ta biết rất rõ chuyện của Ethan và thuyết phục anh nên chấp nhận sự thật, còn nói rằng trong thị trấn này, chưa có ai được hưởng đặc quyền sống cùng gia đình như Ethan, chứng tỏ thị trấn cần anh ấy. Ethan phớt lờ lời khuyên của ông ta, thẳng thắn nói rằng anh không thuộc về nơi này, sau đó dứt khoát rời đi. Tuy nhiên, thay vì về nhà, anh lại rủ Kết vào rừng thông nói chuyện. Ở đây không có thiết bị giám sát, Kết lúc này mới có thể kể hết mọi chuyện. Đối với Ethan, có lẽ cả hai mới chỉ không gặp nhau một tháng, như đối với Kết mà nói, cô ấy đã ở thị trấn này suốt 12 năm. Tình cảm của cô với anh đã tan biến. Hơn nữa, không phải cô không muốn rời đi, mà sau nhiều lần thất bại, cô đã dần chấp nhận thực tế. Chỉ khi tuân thủ các quy tắc của thị trấn, cô mới có thể giữ được mạng sống của mình. Ethan nghe xong những lời này, buồn bã buông bỏ người tình của mình. Anh trở về nhà nhưng khi bước vào thì vợ con đã biến mất, trên bàn còn có một chiếc nhẫn cưới. Hóa ra khi Ethan vào rừng để gặp Kết đã bị cậu con trai nhìn thấy. Cậu bé quay về báo cáo với mẹ. Teresa thất vọng tột cùng, vì đã vượt ngàn dặm đi tìm chồng mà anh vẫn chứng nào tật đấy. Trong cơn tức giận, cô quyết định cùng con trai rời khỏi thị trấn ngay trong đêm. Khi họ sắp đến bức tường ngăn cách, cảnh sát trưởng đã đuổi đến. Sự kiên nhẫn của hắn ta với gia đình Ethan đã đến giới hạn, lúc này hắn thực sự không thể nhẫn nhịn được nữa, định dùng một phát súng hại chết hai mẹ con. May mắn thay, Ethan đã xuất hiện kịp thời, anh lao vào ẩu đả với cảnh sát trưởng. Ngay khi hắn định nổ súng bắn Ethan, con trai lái chiếc xe lao tới đâm vào hắn. Dù biết tên Kna sát trưởng biết rất nhiều thứ, nhưng Ethan vẫn quyết định kết liễu mạng sống của hắn. Sau đó, anh tìm chìa khóa cổng từ người hắn và nhấn nút công tắc. Cánh cổng từ từ mở ra. Đột nhiên có một thứ gì đó từ bên ngoài cánh cổng chui vào và lôi tên cảnh sát trưởng đi. Bên ngoài cũng có tiếng gào thét vang lên. Ethan sợ hãi vội vàng đóng cổng và quay xe trở về nhà. Ethan kể cho vợ nghe tất cả những điều kỳ lạ đã xảy ra từ khi anh đến thị trấn. Anh dặn vợ phải cẩn thận, tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra cho đến khi thoát được khỏi đây. Sáng sớm hôm sau, Ethan lại đến đồn cảnh sát để tìm súng phòng thân. Đột nhiên, nữ thư ký và thị trưởng bước vào văn phòng, chúc mừng Ethan trở thành cảnh sát trưởng mới. Ethan vừa ngạc nhiên, vừa cảm thấy nực cười, anh muốn hỏi ai đã ra quyết định này. Thị trưởng ngập ngừng và quay sang cảnh báo Ethan, anh chỉ cần tuân theo các quy tắc trong thị trấn và đừng hỏi quá nhiều. Ethan nghĩ rằng trở thành cảnh sát trưởng sẽ dễ dàng cho việc trốn thoát. Vì vậy, anh giả vờ là rất vui khi đảm nhiệm công việc này và sẽ hoàn thành tốt vai trò của mình. Khi thị trưởng rời đồn cảnh sát, Ethan bắt đầu lục tung khắp nơi, hy vọng có được manh mối hữu ích nào đó. Cuối cùng, anh tìm thấy thùng tài liệu lưu trữ tất cả thông tin của cư dân trong thị trấn, dưới sàn nhà. Ethan đang nói chuyện với nữ thư ký, thì bất ngờ một người đàn ông có râu bị đẩy vào trong phòng. Ethan nhận ra anh ta chính là người môi giới. Y tá bước vào ngay sau đó, và nói rằng người này nên bị trừng phạt vì hành vi vẽ bậy ở nơi công cộng, và truyền bá những tư tưởng độc hại. Ethan nhận thấy ý đồ trong lời nói của y tá, biết rằng bà ta muốn giết người đàn ông kia ngay lập tức nên đã nói rằng anh sẽ tự xử lý chuyện này mà không cần can thiệp của bất kỳ ai khác. Sau đó, Ethan lấy ra tập tài liệu ghi chép thông tin của người đàn ông, muốn biết rõ quá khứ của anh ta. Người môi giới nói rằng anh ta không nhớ mình đã ở thị trấn này bao lâu, anh nhớ vợ rất nhiều và căm ghét thị trấn như cầm tù này. Ethan muốn hỏi thêm nhưng bất ngờ nhận được cuộc gọi từ y tá. Cô ta thông báo cho Ethan rằng người đàn ông này phải được hành quyết công khai vào lúc 10 giờ tối mai.
Ethan cố gắng giả vờ rằng đó chỉ là một cuộc tiếp thị qua điện thoại, nhưng người môi giới biết thừa rằng số phận anh ta đã được định đoạt. Ethan muốn phản kháng trước quyết định vội vàng của những người dân nơi đây, nhưng có vẻ anh không thể làm được gì. Mọi người trong thị trấn đột nhiên tỏ ra rất tốt bụng với gia đình Ethan. Họ sắp xếp cho con trai anh học tại một trường trung học ở thị trấn. Tối hôm đó họ còn tổ chức một bữa tiệc cho anh. Y tá kêu mọi người cùng nâng ly để chúc mừng Ethan được nhậm chức, đồng thời nhắc nhở rằng những ai vi phạm nội quy của thị trấn đều sẽ bị trừng phạt. Ethan không thể chịu đựng thêm nữa đã cắt ngang lời y tá, nói rằng chỉ cần một ngày anh còn ở thị trấn, thì cái ác sẽ không có nơi để ẩn náu, và những tên tội phạm thực sự sẽ bị đưa ra trước công lý. Câu nói này nghe qua có vẻ không có vấn đề gì, nhưng ẩn ý của Ethan là tất cả cư dân của thị trấn mới là những tên tội phạm xấu xa. Sau bữa tiệc, Ethan bảo vợ về nhà trước, còn anh đến đồn cảnh sát mở cửa nhà giam cho người môi giới, và dẫn anh ta đi trốn khỏi nơi này, trước khi bị hành hình. Nhưng anh ta lại nói muốn đến chỗ bức tường ngăn cách. Ethan đồng ý dù không hiểu tại sao, sau đó cả hai nhanh chóng đến nơi. Người đàn ông hỏi một câu mà anh ta thắc mắc bấy lâu nay, liệu bức tường này ngăn mọi người trong thị trấn ra ngoài, hay ngăn những thứ từ bên ngoài vào trong? Câu hỏi này khiến Ethan nhớ đến hình ảnh đêm qua khi tên cảnh sát trưởng bị một con gì đó kỳ lạ lôi đi, nhưng anh vẫn không suy nghĩ gì nhiều, chỉ muốn trốn thoát khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Người môi giới cũng đoán được suy nghĩ của Ethan, chỉ vào vách núi không xa và nói rằng ở đó không có lưới điện và đó là lối thoát duy nhất. Nhiều năm trước anh ta đã cố gắng trốn thoát từ con đường đó, nhưng không may thất bại và còn bị gãy một chân. Anh ta không thể di chuyển nhanh nhẹn như trước và đã hoàn toàn tuyệt vọng trước số phận. Nói xong, anh ta ôm lấy Ethan một cái rồi đột nhiên đâm sầm vào bức tường ngăn cách để tự tử. Ngay lập tức bức tường tỏa ra những tia ánh sáng điện chói lóa. Ethan nhìn người môi giới bị điện giật chết với tâm trạng đầy phức tạp. Đồng thời anh cũng có một quyết định táo bạo, anh dặn dò vợ phải sống thật tốt trong thị trấn này. Còn anh sẽ một mình trèo qua vách đá để rời khỏi thị trấn trước, sau đó sẽ tìm kiếm sự giúp đỡ từ bên ngoài để đón vợ con. Sau khi đến đồn cảnh sát lấy vũ khí phòng thân, anh đến vách núi và bắt đầu cuộc trốn chạy vô cùng khó khăn ngay trong đêm. May mắn mọi thứ diễn ra tốt đẹp và anh nhanh chóng leo lên đỉnh vách đá. Phía trước vẫn còn một khu rừng thông rậm rạp, nhưng Ethan biết chắc rằng mình đã vượt ra bên ngoài bức tường. Nhớ lại câu hỏi của người môi giới, dường như Ethan đã có câu trả lời cho mình, nhưng anh vẫn không muốn bị mắc kẹt trong thị trấn mãi mãi. Nhưng cách đó không xa, một bóng người đang nhìn chằm chằm vào anh. Một bóng đen không xác định vụt qua Ethan, anh vội vàng nổ súng nhưng vật thể đó di chuyển quá nhanh, không những không tấn công được nó mà còn làm cho cánh tay anh bị thương. Anh nhìn theo bóng đen nhưng không thể thấy rõ nó là thứ gì. Anh quyết định qua đêm ở trong rừng. May mắn anh đã trải qua một đêm bình an vô sự. Sáng hôm sau, Ethan lấy bản đồ ra xem, chuẩn bị băng qua rừng thông đến thành phố gần nhất để cầu cứu. Lúc này, con trai anh là Ben cũng đến học ở ngôi trường mới. Lớp học có vẻ khá kỳ lạ, ngoài Ben ra thì chỉ có hai cậu học sinh nữa. Cô giáo đẩy một chiếc máy chiếu và chậm rãi bước vào. Khi màn hình bật lên, hình ảnh ba học sinh hiện lên và còn được đánh số thứ tự từ trái sang phải. Nhiệm vụ của họ là phải vượt qua bài kiểm tra và trở thành viên của thế hệ đầu tiên, lúc đó họ mới có đủ điều kiện để làm gì đó lớn lao. Ba đứa trẻ đưa mắt nhìn nhau, không hiểu thế hệ đầu tiên là gì, nhưng cô giáo không giải thích mà mở ra một bức ảnh khác. Ben nhìn thấy một hình bóng kỳ lạ ở bên trái bức ảnh. Phóng to hơn hóa ra đó là một con quái vật hình người không có tóc, trông rất đáng sợ. Cô giáo nói rằng chúng là loài đột biến, tiến hóa trong môi trường khắc nghiệt của trái đất và trở thành động vật ăn thịt. Có vẻ như loài động vật Ethan gặp trong rừng chính là con quái vật này. Lúc này, Ethan đang ở trong rừng, cảm giác bản thân đang bị theo dõi, chỉ có thể cố gắng nhanh chóng băng qua khu rừng để trốn thoát. Trên đường đi, anh tình cơ bắt gặp một xác động vật, anh nảy ra một ý tưởng gì đó. Anh xé toạc bụng con vật ra rồi đặt nó cạnh một gốc cây, sau đó nấp đi để xem chuyện gì sẽ xảy ra. Chỉ một lát sau, lũ quái vật đã đánh hơi được mùi và lũ lượt xông tới cắn xé. Cảnh tượng hết sức kinh hãi khiến Ethan bàng hoàng không biết đó là sinh vật gì. Lúc này, ba học sinh trong lớp cũng đang hoảng hốt khi nghe cô giáo nói rằng những sinh vật kỳ lạ đó được tiến hóa từ con người. Điều này khiến những đứa trẻ không thể chấp nhận được. Sau tiết học đầu tiên, Ben không còn tâm trạng ăn uống nữa, trong đầu toàn là suy nghĩ về những gì giáo viên vừa dạy. Một bạn học tiến đến an ủi, nói rằng lâu dần họ sẽ quen với điều này. Không chỉ mỗi mình họ, mà tất cả học sinh trong trường đều phải trải qua khóa đào tạo này. Tiết học thứ hai bắt đầu, cô giáo đưa cho họ mỗi người một đồng xu cổ. Nhưng đáng ngạc nhiên là trên đồng xu lại khắc năm 2095. Sau đó, cô giáo yêu cầu họ nghĩ về điều cuối cùng mà họ đã trải qua trước khi đến thị trấn này. Không ngờ cả ba câu trả lời đều liên quan đến vụ tai nạn xe hơi. Cô giáo Megan tiếp tục hỏi, các em có biết mình đã bất tỉnh bao lâu không? Có phải tất cả chỉ nghĩ rằng mình hôn mê vài giờ hoặc vài ngày không? Nhưng sự thật không phải như vậy, những gì họ đã trải qua không phải là một sự tình cờ, mà họ đều đã được chọn tới nơi này một cách có chủ đích.
tất cả mọi người trước khi đến thị trấn đều gặp phải một vụ tai nạn xe hơi và trải qua quãng thời gian ngủ đông trong hơn 2.000 năm. Hiện tại không phải là năm 2014 mà đã là năm 4028, nền văn minh nhân loại đã biến mất từ 2.000 năm trước rồi. Bây giờ là một thế giới được cai trị bởi những người biến dị. Phía bên kia, Ethan đang băng qua rừng thông rồi leo lên vách núi cao. Anh đã tận mắt nhìn thấy tất cả mọi thứ. Trước mắt anh là một thế giới hoang tàn đổ nát. Điều này cho thấy những gì Megan nói là sự thật. Cả ba học sinh nghe xong đều vô cùng bất ngờ, không thể tin được rằng họ đã ngủ trong suốt 2.000 năm. Ben hỏi tại sao họ lại là những người được chọn. Megan trả lời rằng điều này là để đảm bảo cho sự sinh sản của con người. Hơn 2.000 năm trước, có một nhà khoa học vĩ đại đã dự đoán rằng sự suy thoái liên tục của môi trường sẽ dẫn đến sự xuất hiện của những người biến dị. Vì vậy, ông đã nghĩ cách tìm ra lối thoát cho nhân loại và lên kế hoạch xây dựng một vùng đất để sinh sống. Tên của nhà khoa học này là David. Trong khi đó, Ethan đang bối rối với những gì xảy ra trước mắt thì nhìn thấy một chiếc trực thăng đang lao tới từ xa. Ethan mừng rỡ vì cuối cùng anh cũng gặp được một người sống, dự định sẽ hỏi thăm tình hình và cầu cứu. Nhưng không ngờ, người bước ra từ máy bay chính là bác sĩ tâm lý trong thị trấn. Ethan theo phản xạ giơ súng lên, nhưng bác sĩ vẫn bình tĩnh nói rằng mình cần giới thiệu bản thân một lần nữa. Hóa ra ông ta chính là nhà khoa học David, người đã tạo ra thị trấn này. Ông nói bây giờ Ethan đã tận mắt chứng kiến một nền văn minh nhân loại bị hủy diệt. Anh cần phải nhanh chóng quay trở về thị trấn trước khi có chuyện lớn xảy ra. Lúc này ở phòng học, việc đào tạo các học sinh cũng sắp kết thúc. Giáo viên yêu cầu họ tuyệt đối giữ bí mật những điều được nghe ở đây, không được tiết lộ bất cứ điều gì cho phụ huynh. Tương lai trong thị trấn nằm trong tay những người trẻ như bọn họ, vì vậy họ cần phải tỉnh táo. Người lớn đã ở thế giới cũ quá lâu nên khó có thể chấp nhận sự thật rằng nền văn minh nhân loại đã bị hủy diệt. Nhiều người sau khi biết chuyện đã không thể chấp nhận sự thật và quyết định sự thật và quyết định kết liễu đời mình. Tất cả những gì Megan nói mặc dù có vẻ hơi khó tin nhưng đều có cơ sở. Ba học sinh cũng bắt đầu chấp nhận danh tính mới này của mình. Họ chính là thế hệ đầu tiên của trái đất thời kỳ hậu tận thế. Sau khi tiết học thứ hai kết thúc, một cánh cửa từ từ mở ra, trước mắt họ là một buổi lễ chào đón hoành tráng. Dưới ánh mắt của tất cả mọi người, những ngọn nến của ba học sinh mới được thắp sáng. Các học sinh phía dưới đồng loạt đập mạnh tay lên bàn để chào đón họ. Không khí hết sức long trọng khiến Ben kinh ngạc, vì chưa bao giờ cậu được đối xử một cách tôn trọng đến vậy, cảm giác đang mang trong mình một sứ mệnh lịch sử to lớn và vĩ đại. Còn Ethan ở bên ngoài thị trấn vẫn còn đang do dự trước đề nghị của David. Đột nhiên tiếng la hét của những người biến dị vang lên và dần dần mỗi lúc một lớn. David hét lên, họ cần nhanh chóng rời đi ngay lập tức. Ethan đành cùng ông vội vàng lên máy bay. Sau khi máy bay cất cánh, Ethan nhìn xuống, thấy rõ những người biến dị đang lao ra khỏi rừng cây. Máy bay bay qua thị trấn rừng thông, qua các đỉnh núi và cuối cùng hạ cánh tại vách đá lớn. David đưa Ethan vào căn cứ của ông, bên trong có rất nhiều nhân viên đang làm việc. Đây chính là trung tâm kiểm soát của thị trấn. David nói rằng ở đây có hơn 200 tình nguyện viên đang cống hiến hết mình cho việc xây dựng thị trấn rừng thông. Ethan nhìn xung quanh, thấy một số người đang trực điện thoại. Anh lờ mờ hiểu ra các cuộc gọi trước đó của anh đều bị họ chặn lại. David đưa Ethan đến nhờ y tá Pam băng bó vết thương. Ethan ngỡ ngàng trước những thứ đang hiện ra trước mắt, cho đến bây giờ, anh mới phần nào chấp nhận được sự thật cuộc sống ở nơi này. Ethan nhìn y tá, nhớ lại những chuyện xảy ra lúc trước nhưng cũng không còn muốn nhắc đến nữa. Sau khi y tá băng bó xong vết thương và đi ra ngoài, Ethan đột nhiên nghe thấy một tiếng gào thét kỳ lạ. Anh lần theo âm thanh và đến một phòng thí nghiệm cách đó không xa, âm thanh gào rú thi thoảng lại vang lên như tiếng của một con sư tử. Ethan bước vào, đến gần một tấm kính, đột nhiên người đàn ông dị dạng với hàm răng và móng vuốt sắc nhọn ở trong đó gào lên. Ethan giật bắn mình sợ hãi lùi ra xa vài mét rồi vô thức giơ súng lên phòng vệ. Lúc này, David và một số lính canh kịp thời xông vào, nhanh chóng bật ga đông lạnh trong phòng kính. Khí ga khiến người biến dị dần chìm sâu vào giấc ngủ. Ethan có chút hiếu kỳ khi lần đầu tiên nhìn thấy cận cảnh người biến dị. David giải thích rằng, ông đã nghiên cứu về người biến dị cách đây hơn 2.000 năm. Những thay đổi hiện tại của họ là để thích nghi với môi trường trái đất đã bị tàn phá nghiêm trọng. Khi đó, ông đã kể cho mọi người nghe về phát hiện này, nhưng mọi người đều chế giễu và cho rằng ông đang nói điều vô lý. Chỉ có duy nhất y tá Pam là ủng hộ ông. Vì vậy, ông đã sử dụng tiền tiết kiệm của mình để thành lập công ty công nghệ David. Ông nhận ra rằng nếu như không thể bảo vệ toàn bộ nhân loại, thì ông sẽ chọn ra một số người để bảo vệ. Và những người dân ở thị trấn này chính là những người được chọn. David cũng nói thêm rằng phần lớn kinh phí họ bỏ ra là để dành cho việc nghiên cứu về việc ngủ đông của con người và giải quyết các vụ mất tích khác nhau. Đó là lý do vì sao Ethan không tìm thấy bất kỳ manh mối nào sau vụ tai nạn. Hai người đến một phòng trong cùng của căn cứ, gặp một người vừa mới được đưa ra khỏi phòng ngủ đông, đã tỉnh dậy sau khi hôn mê 2.000 năm. Sắp tới cô ấy cũng sẽ là một thành viên trong thị trấn. Sau đó, họ tiếp tục đến phòng trung tâm giám sát.
có rất nhiều hình ảnh trong thị trấn đang được hiện lên ở đây. David nói rằng tất cả đều là vì sự an toàn của mọi người. Cuối cùng cả hai đến một căn phòng khổng lồ. Bên trong có vô số bồn ngủ đông như những tủ lạnh chứa đầy những người đang ngủ đông. Ethan vô tình nhìn thấy một bé gái bên trong một căn buồng. Ethan cảm thấy có chút phẫn nộ vì anh nghĩ rằng David đã bắt nhốt những người ở đây mà không có sự đồng ý của họ. Nhưng David không quan tâm, ông ấy kể cho anh nghe về trải nghiệm của bản thân trước khi thực hiện kế hoạch này. Ông đã từng công khai tuyển dụng tình nguyện viên đến thị trấn, nhưng chỉ có một số người đăng ký. Trong số đó có cô giáo Megan hiện tại. Vào thời điểm đó, cô là một nhà thôi miên chuyên nghiệp, chẳng trách hiện tại cô ấy có thể thuyết phục lũ trẻ dễ dàng như vậy. Cựu cảnh sát trưởng đã qua đời cũng là bị David dụ dỗ đến thị trấn. Sau đó, David đã thay đổi chiến lược của mình, giao cho cảnh sát trưởng bí mật bắt cóc những người có cuộc sống khó khăn, hoặc người có tài năng đặc biệt. Sau khi nghe David giải thích, Ethan vẫn không đồng ý với cách làm của ông vì anh nghĩ rằng điều này gây ra sự bất mãn đối với mọi người, và họ khó chấp nhận tình nguyện ở yên trong thị trấn. David nói với Ethan rằng một nhóm bao gồm ông, cảnh sát trưởng và y tá Pam là những người đầu tiên tỉnh dậy từ bùn ngủ đông. Sau 2.000 năm, khí hậu trái đất đã hồi phục đủ để cho con người tiếp tục tồn tại. Giống như tổ tiên của loài người, David và những người khác bắt đầu sau đó đã hồi sinh cho đến khi tạo ra được thị trấn, như hiện giờ. David không cho phép bất kỳ ai phá hoại sự an toàn của thị trấn. Ông cần những người như Ethan, người có khả năng ra quyết định và hành vi quyết đoán để đưa thị trấn ngày càng lớn mạnh và phát triển. Ethan phản đối, anh nghĩ việc loại bỏ giám sát, bãi bỏ phân chia tài sản và cho mọi người biết tất cả sự thật mới là cách làm đúng đắn. David cười nhạt, không phải ông ấy chưa từng thử qua cách này, nhưng hầu hết mọi người không thể chịu được cú sốc lớn đó. Nhiều người đã chọn cách bỏ trốn và bạo loạn xảy ra thường xuyên. David không thể ngăn chặn những điều này, kết quả là toàn bộ thị trấn đã bị phá hủy. Thị trấn rừng thông thực ra là thị trấn thứ hai do David tạo ra. Kể từ đó, ông không còn đặt hy vọng vào người lớn nữa, mà bắt đầu đào tạo thế hệ mới để họ dần nhận ra sự thật phũ phàng này. Nhưng cho đến khi thế hệ đầu tiên trưởng thành, Ethan là một trong số những người tiềm năng nhất. David cũng biết chuyện một số cư dân đã tháo con chip theo dõi, và đang âm mưu làm nổ tung bức tường ngăn cách. Điều này sẽ mang lại thảm họa cho thị trấn. Sau khi nghe những lời lẽ thuyết phục của David, Ethan đã thay đổi quan điểm, và khẳng định anh sẽ bảo vệ sự an toàn của thị trấn bằng mọi giá. Đêm đó, Ethan chìm vào trầm tư, cả đêm anh không tài nào ngủ được. Sáng hôm sau, người vợ thức dậy và nhận ra sự khác thường của chồng mình. Ethan không giấu giếm và đã kể cho vợ với vẻ mặt đầy thất vọng, rằng họ đang ở trong thế giới có quái vật ở khắp mọi nơi, và thị trấn rừng thông này là nền văn minh duy nhất còn sót lại của con người, nếu ra ngoài tất cả đều sẽ chết. Teresa không thể tin được những gì mình nghe thấy. Mới chỉ vài ngày trước, rõ ràng chồng vẫn rất quyết tâm sẽ ra khỏi đây bằng được, tại sao bây giờ lại muốn ở lại thị trấn này, liệu có phải bệnh viện đã làm gì anh ấy không? Ethan nhất thời không giải thích hết được cho vợ, liền đưa con trai đi học trước, nhưng khi khởi động xe, anh phát hiện các thiết bị trong xe có dấu hiệu bất thường. Vì sự an toàn của vợ con, anh cẩn trọng bảo Teresa và Ben đi bộ đến trường, anh cần phải sửa lại chiếc xe. Khi cả hai rời đi, Ethan tìm thấy một chiếc hộp nhỏ ở mui xe phía trước, liền mang về đồn cảnh sát để nghiên cứu kỹ lưỡng. Không ngờ đó lại là một quả bom. May mắn là anh ấy đã nhận ra nó kịp thời, vì chỉ cần một chút lửa nhỏ, nó sẽ biến thị trấn này thành biển lửa. Ethan nhanh chóng tìm lại hồ sơ của cư dân, để tìm xem ai là người đã đặt quả bom đó, anh phát hiện ra một người là kỹ sư chất nổ rất khả nghi. Ethan nhớ lại David đã nói, có vài trong thị trấn đang lên kế hoạch để phá hủy bức tường ngăn cách. Sau đó, Ethan quyết định đi theo dõi kỹ sư chất nổ. Anh phát hiện ra kỹ sư chất nổ và chồng của Kate là Harold đang ngồi trong một quán cà phê. Ethan giả vờ tình cờ đi ngang qua và muốn tham gia cuộc trò chuyện của họ, nhưng người kỹ sư đột nhiên hoảng sợ bỏ đi. Dựa vào trực giác của đặc vụ trong nhiều năm, anh khẳng định chắc chắn có điều gì đó không ổn giữa hai người. Lúc này, anh kiên quyết hỏi về chuyện quả bom trong xe của anh. Harold lắc đầu nói không biết, Ethan định mời anh ta đến văn phòng để hỏi rõ hơn. Nhưng ngay khi rời quán cà phê, Harold bắt đầu bỏ chạy. Ethan phản ứng nhanh chóng và hạ gục anh ta xuống đất. Hành động này của Harold chắc hẳn là có tật giật mình. Sau đó, hai người đến đồn cảnh sát. Harold hỏi Ethan, anh không muốn rời khỏi đây sao? Ethan cuối cùng cũng xác nhận rằng người đàn ông trước mặt cũng là một trong những kẻ ngoài vòng pháp luật mà David nhắc tới. Anh yêu cầu Harold viết ra kẻ chủ mưu đằng sau, nhưng anh ta khẳng định mình là người duy nhất trong tổ chức. Ethan biết rằng Harold là một công nhân bản xứ, rõ ràng anh ta không đủ khả năng để kiểm soát toàn bộ sự việc. Vì vậy, Ethan đã viết ra một tờ giấy và nhờ hắn ta chuyển nó cho Kate. Kết sau khi nhận được tờ giấy đã nhanh chóng đến gặp Ethan. Hóa ra Ethan đã đoán từ lâu rằng chỉ có Kết, người vốn là một đặc vụ cấp cao mới có thể tổ chức nên một băng nhóm bí mật. Chắc hẳn cô là người đã đứng sau chuyện này. Ethan bảo Kết hãy nói chuyện thoải mái vì tất cả các thiết bị giám sát trong nhà anh Zeus đã được gỡ bỏ. Kết lúc này không còn diễn nữa,
Cô thừa nhận mình chính là người cầm đầu tổ chức này. Điều làm Ethan không ngờ tới là quy mô của họ lớn ngoài sức tưởng tượng. Ngoài Kết ra còn có Harrow, các tài xế, kỹ sư và những người tới từ nhiều ngành khác nhau. Lúc đầu họ chỉ là 4-5 người cùng tụ tập tâm sự với nhau, sau đó họ thống nhất muốn tìm cách rời khỏi thị trấn. Vì vậy, họ đã bí mật lên kế hoạch thu thập vật liệu và chế tạo một số quả bom với ý định làm nổ tung bức tường ngăn cách, rồi bỏ trốn. Ethan khuyên Kết nên nhanh chóng dừng điều này lại. Quê hương của họ từ lâu đã không còn nữa. Họ cần phải chấp nhận sự thật rằng họ đang ở một thế giới mới. Hiện tại không phải là năm 2014 mà là năm 4028. Kết nghe xong tràn đầy nghi hoặc, Ethan hiểu Kết chắc chắn sẽ không dễ dàng chấp nhận sự thật này. Anh nhẹ nhàng khuyên nhủ Kết giao nộp số bom còn lại cho mình. Mọi thứ mà bọn họ làm trước đây sẽ được bỏ qua, anh nhất định sẽ không tố giác họ. Kết nhìn Ethan với ánh mắt phức tạp, sau đó gật đầu đồng ý. Nhưng ngay khi quay lại cửa hàng đồ chơi, cô liền nói với Harrow rằng Ethan đã hoàn toàn bị tẩy não, chúng ta phải hành động ngay tối nay. Khi màn đêm dần buông xuống, Kết đưa một nhóm người đến bức tường ngăn cách, sẵn sàng thoát khỏi thị trấn tuyệt vọng này. Sau khi phá hủy camera giám sát, người kỹ sư chất nổ tiến về phía trước để lắp đặt bom. Thời gian diễn ra trong 10 phút. Rất may là hệ thống an ninh camera thị trấn rất mạnh. Ngay khi phát hiện camera số 33 ở khu vực bức tường bị mất tín hiệu, Ethan nhanh chóng chạy đến đó. May mắn anh đã đến kịp trước khi họ kích nổ quả bom. Ethan bắt giữ người cầm đầu, người kỹ sư chất nổ đành phải tháo quả bom ra. Nhóm của Kết bị Ethan đưa về đồn. Hai người họ từ đồng nghiệp thân thiết nay lại trở thành kẻ thù không đội trời chung. Kết nghĩ Ethan đã bị David tẩy não, còn Ethan lại cho rằng Kết đã thay đổi quá nhiều và thuyết phục cô ấy từ bỏ ý định bỏ trốn càng sớm càng tốt. Nhưng Kết nói với anh rằng đây mới chỉ là bắt đầu. Ethan lúc này mới nhận ra Harrow không có ở đây. Họ chắc chắn đã có kế hoạch dự phòng. Ethan như phát điên, vội vàng đến trung tâm giám sát và phát hiện Harrow đã bí mật đưa cho tài xế xe tải một túi giấy và xe tải vừa hãy đã đi qua bức tường ngăn cách. Ethan ngay lập tức đoán ra kế hoạch của Kết. Cô và Harrow sớm đã chia làm hai nhóm. Một nhóm cùng Kết đi đến phá hủy bức tường số 33, nhóm còn lại là Harrow và tài xế xe tải sẽ đi đến nơi khác của bức tường để kích nổ. Ethan không hề biết rằng người lắp đặt quả bom trên xe anh cũng chính là người tài xế. Anh ta cảm thấy Ethan đã bị thị trấn mê hoặc quá mức, nên muốn thủ tiêu anh càng sớm càng tốt. Lúc này Ethan đang lái xe đuổi theo chiếc xe tải. Nhưng thật bất ngờ, con trai của anh là Ben và bạn học Amy cũng đang ngồi trong toa xe tải. Ban đầu cả hai dự định lẻn vào xe, để đi đến một quán rượu nhỏ cạnh bức tường ngăn cách, mà không biết rằng chiếc xe này đang định ra khỏi thị trấn. Amy vô tình nhìn thấy chiếc túi giấy mà người tài xế đặt trên xe. Cô tò mò mở ra xem thì hóa ra đó là một chiếc hộp âm nhạc. Cô bé không biết rằng đây chính là một quả bom hẹn giờ. Amy ngây thơ mở hộp nhạc lên, tiếng nhạc sôi động thu hút hai đứa trẻ, còn khiến cho tình cảm của Amy và Ben ngày càng bền chặt. Lúc này, Ethan đã đuổi kịp và nhìn thấy bóng chiếc xe tải từ xa. Bất ngờ, ba người nhóm Harrow đã đẩy một chiếc hộp lớn ra giữa đường để chặn Ethan. Ethan không thể tránh được và thật tệ chiếc xe bị đâm vào đã bị hỏng. Anh đành nhảy xuống xe chạy bộ theo. Ngay lúc chiếc xe tải dừng lại nhường đường cho người đi bộ và Ethan vừa đuổi kịp tới nơi, thì một vụ nổ lớn bất ngờ xảy ra. Ethan ngay lập tức bị ngã xuống đất. Anh loạng choạng đứng dậy, phát hiện Amy đang chảy máu đứng gần đó, trong khi cậu con trai thì nằm yên bất động trên đất. Ethan nhanh chóng đưa con trai đến bệnh viện, anh lo lắng nhìn theo bóng dáng con được đẩy vào phòng cấp cứu. David nhanh chóng đến bệnh viện sau khi biết được sự việc. Tuy nhiên, mối quan tâm của ông ta không phải là sự an toàn của Ben, mà là tác động của vụ nổ với cư dân. Ông yêu cầu y tá Pam giải thích với mọi người rằng, nguyên nhân sự việc là do vụ nổ đường ống, đồng thời để trấn an người dân cần phải tổ chức một buổi lễ càng sớm càng tốt. Không ngờ sự việc này đã sớm lan rộng trong thị trấn, cư dân đang bàn tán khắp nơi. David cũng nhận ra sự bất mãn và hoảng sợ của mọi người. Mặc dù tất cả cư dân đều đến tham gia buổi lễ, nhưng vẻ mặt của mọi người đều rất nghiêm trọng. David yêu cầu thị trưởng lên sân khấu nói vài lời để xoa dịu đám đông. Nhưng ông ta mới chỉ nói được vài lời, Ethan đã xuyên qua đám đông đi thẳng lên sân khấu. Anh không muốn giấu mọi người nữa, mà trực tiếp nói ra sự thật về vụ việc tối hôm qua, và bảo mọi người nhanh chóng về nhà, vì những kẻ gây ra vụ đánh bom có thể sẽ quay lại bất cứ lúc nào. David cho rằng cách làm này của Ethan đã gây ra sự hoảng loạn không cần thiết, nhưng Ethan tin rằng mình đã làm đúng. Hai người rời đi trong căng thẳng, David nghĩ sự việc có liên quan đến những người giám sát tình nguyện trong thị trấn. Ông nhanh chóng yêu cầu y tá Pam điều tra những người này. Quả nhiên vấn đề nằm ở một trong số những nhân viên giám sát. Anh ta thừa nhận do bản thân cảm thấy tò mò, nên đã xóa một số video bất hợp pháp của cư dân. Dù không đồng tình với hành động đó, nhưng y tá Pam vẫn giấu chuyện này với David và nói dối rằng tất cả các nhân viên đều không có vấn đề gì. Không ngờ David đã sớm lắp đặt thiết bị giám sát trong phòng thẩm vấn và nhanh chóng vạch trần những lời nói dối của Pam. Kết quả là hai người xảy ra tranh cãi lớn.
David cảm thấy người nhân viên kia đã vi phạm quy tắc của thị trấn và cần phải bị trừng phạt. Nhưng Pam cho rằng nhân viên này là tình nguyện viên nên có thể được châm trước. Tuy nhiên khi nghĩ đến hậu quả mà quả bom đem lại cho thị trấn, David vẫn nhất quyết bắt nhân viên vi phạm vào phòng ngủ đông. Trước mắt toàn thể nhân viên, David cảnh cáo mọi người đây là bài học đắt giá mà họ sẽ phải chịu nếu như vi phạm quy tắc. Sau vụ việc này, lần đầu tiên trong suốt nhiều năm, Pam cảm thấy hoài nghi về cách quản lý của David. Bà cho rằng cách quản lý nghiêm khắc như vậy sớm muộn gì cũng gây ra hậu quả khôn lường, và sự thật đúng như dự đoán, đây là một trong những mầm mống gây ra chuyện sắp tới. Harrow và tài xế xe tải sau khi thất bại đang trốn trong rừng thông. Một trong những người đồng hành của họ bị thương rất nặng và đã chết vào sáng hôm sau. Khi Harrow chuẩn bị chôn xác anh ta, người tài xế xe tải bất ngờ đề nghị họ nên chôn anh ta ở khu đất trống phía bên kia hàng rào. Harrow đồng tình và hai người họ đi lấy trộm ổ khóa nhà để sau đó phải hai người đi lấy trộm ổ khóa nhà để thực hiện kế hoạch. Họ lấy trộm một chiếc xe tải lớn. Cả hai dự định sẽ sử dụng nó để phá hủy bức tường ngăn cách và rời khỏi thị trấn cùng người bạn đã chết của mình. Nhưng khi chuẩn bị hành động thì Harrow lại không nỡ để lại kết lại một mình. Cuối cùng, chỉ có một mình tài xế xe tải thực hiện nhiệm vụ này. Anh ta tông thẳng vào bức tường ngăn cách trước mặt, cuối cùng cũng thành công phá bỏ hàng rào ngăn cách. Sau đó, anh ta lôi xác người bạn đồng hành ra giữa rừng thông, không kìm được mà gào khóc trong vui sướng. Anh không ngờ thành công lại đến đột ngột như vậy mà không biết rằng, phía trước còn có mối nguy hiểm lớn hơn đang chờ đợi anh ta. Anh ta cũng không thể ngờ được rằng chỉ vì hành động liều lĩnh này của mình mà thị trấn rừng thông sắp phải hứng chịu một thảm họa không thể tưởng tượng nổi. Ngay khi bức tường ngăn cách bị phá hủy, lũ quái vật ở bên ngoài đã xông vào từ lỗ hổng. Một trong số chúng tò mò ngắm nhìn chiếc xe, thứ mà nó chưa bao giờ được nhìn thấy, sau đó giống lên một tiếng đầy phấn khích. Đột nhiên, một chiếc ô tô lao tới và tông thẳng vào con quái vật, hóa ra Ethan đã đến. Ban ngày, anh nhận được tin báo rằng một chiếc xe tải lớn của phòng kỹ thuật đã bị mất trộm. Anh lập tức biết rằng Harrow và người tài xế xe tải đã lấy nó. Biết sắp có chuyện chẳng lành, anh lập tức lái xe để tìm họ. Trên đường đi, Ethan tình cờ gặp Harrow đang chuẩn bị trở lại thị trấn. Harrow nhanh chóng bỏ chạy. Ethan liền bắn một phát để răn đe anh ta. Sau khi tóm được Harrow, Ethan dò hỏi về tung tích người tài xế. Anh ta lưỡng lự rồi mới khai ra. Ethan nghe được xong thì lập tức đến nơi, nhưng anh vẫn chậm một bước. Sau khi tông trực diện vào người biến dị, Ethan xuống xe rút súng, bắn nhiều phát vào lốp xe tải, trực tiếp giết chết những quái vật còn lại, sau đó gọi người đến hiện trường sửa chữa hàng rào bị hư hỏng. David biết chuyện vô cùng phẫn nộ và muốn sớm tiêu diệt hết những kẻ đã gây ra chuyện này. Như vậy mới có thể hoàn toàn dập tắt cuộc nổi loạn, nhưng Ethan cảm thấy đó không phải là cách làm tốt. Anh muốn thông qua nhóm Kết và Harrow để tìm ra tung tích của những người khác. Nhưng David không đồng tình, vì tất cả cư dân trong thị trấn đều đã quen với cách làm trước đây. Bất cứ ai vi phạm nội quy đều phải bị trừng phạt. Trước đó, một số học sinh cuối cấp thậm chí đã xông vào đồn cảnh sát để yêu cầu hành quyết Kết và những người phản động. May mắn thái độ của nữ trợ lý rất cứng rắn, cô đã thuyết phục được những học sinh này quay về. Ethan vẫn có nguyên tắc của riêng mình. Thay vì xử tử họ thì Ethan muốn biết họ tự chia ra những người trong tổ chức. Anh yêu cầu Harrow viết tên tất cả những người có liên quan đến vụ việc này. Sau đó, anh cho Harrow xem một vài bức ảnh kinh khủng. Đó là hình ảnh người tài xế xe tải đã bị lũ quái vật cắn chết. Sau khi nhìn thấy bức ảnh, Harrow sợ hãi cuối cùng cũng dần tin về sự hủy diệt của văn minh nhân loại và đồng ý khai ra những người còn lại trong tổ chức. Ethan sau khi có được danh sách lập tức đến trung tâm giám sát để điều tra tung tích của 14 người đó. Thông tin định vị cho thấy tất cả 14 người bọn họ đều đang tập trung tại quán bar, nhưng qua camera lại không thấy bóng dáng của họ. Hóa ra họ đã ném những con chip định vị vào ly rượu ở quán bar để đánh lạc hướng cảnh sát. Ethan và David biết rằng 14 người này là những quả bom hẹn giờ trong thị trấn, và họ sẽ tiếp tục tìm mọi cách để phá hủy bức tường. Nhưng điều họ không ngờ là một cuộc khủng hoảng lớn hơn sắp nổ ra. Con trai Ethan đang hồi phục dần sau ca phẫu thuật. Cô giáo Megan đến thăm, nhưng cô ấy không có ý tốt, muốn thao túng tâm lý Ben, nói rằng nếu Ethan không để Harrow đi trước thì Ben và Amy đã không bị thương. Megan bảo Ben suy nghĩ xem liệu để giữ cho thị trấn an toàn, thì một hình phạt nghiêm khắc hay một sự khoan dung sẽ hiệu quả hơn. Ben bối rối không biết phải làm sao thì đột nhiên nghe thấy tiếng ồn ngoài cửa sổ. Chuyện Ben và Amy bị thương không phải do Harrow đã làm mà là do Ethan. Dưới sự thao túng của Megan, Ben đã đi đến chỗ mọi người và lên án hành vi sai trái của cha mình. Vốn dĩ cậu không định làm như vậy, nhưng vừa nãy cô bạn gái Amy bất ngờ bị xuất huyết não, hiện đang nằm trong phòng cấp cứu. Điều này khiến cậu bắt đầu hận cha mình. Với tư cách là thế hệ đầu tiên của thị trấn trong tương lai, Ben cũng đồng ý với việc bất cứ ai không tuân theo quy tắc phải bị trừng phạt nghiêm khắc. Vậy mà Ethan thân là một cảnh sát trưởng nhưng lại không làm gì cả. Các học sinh phía dưới nghe xong cũng rất đồng tình, có vẻ như công cuộc thao túng của Megan rất thành công. Ethan trong trung tâm giám sát đã nghe được toàn bộ những lời con trai nói, cảm thấy rất đau lòng. Đột nhiên ba đứa trẻ trong nhóm học sinh vội vàng rời đi,
Ethan cảm nhận sắp có điều gì đó tồi tệ sẽ xảy ra nên nhanh chóng chạy ra ngoài. Đúng như anh dự đoán, ba học sinh rời đi đã đến đồn cảnh sát làm loạn, đe dọa nữ trợ lý phải giao nộp chìa khóa phòng giam. Nếu như Ethan không trừng phạt những người vi phạm thì để chúng ra tay. Một thanh niên cầm đầu lấy khẩu súng và phân phát cho những học sinh khác. Cậu ta đang bị cơn tức giận lấn át, hoàn toàn không nghe lời thuyết phục của người khác mà kéo từng tù nhân ra ngoài. Kết muốn tiến tới ngăn cản nhưng lại bị cậu ta cho một đấm. Harrow và những người khác phải quỳ gối trước cậu ta, hắn bắt tất cả phải đọc nội quy của thị trấn. Tuy nhiên mọi thứ không dừng lại ở đó, sau khi mọi người đọc xong nội quy, hắn giơ súng lên và bắn một phát vào người Harrow. Máu bắn ra khắp nơi, mọi người gào thét trong đau đớn. Sau đó, từng người bị bắn chết trước sự chứng kiến của Kate và nữ trợ lý. Cuối cùng, hắn chĩa súng về phía Kate, chuẩn bị kết liễu nốt người phụ nữ này. Vào thời khắc quan trọng, Ethan đã xuất hiện kịp thời, bắn chết cậu ta và làm dịu hiện trường. Sau khi nhốt những học sinh kia lại, Ethan đến gặp Kate và hy vọng cô ấy có thể nói ra nơi ở của 14 người còn lại trong tổ chức. Nếu không sẽ có nhiều thương vong hơn, nhưng Kate bây giờ đã vô cùng tuyệt vọng. Trong thị trấn này vẫn còn có rất nhiều người giống đám học sinh kia. Chỉ một mình Ethan thì rất khó mà thay đổi được điều gì. Cô hy vọng Ethan sẽ tuân theo các quy tắc và nói rằng mình thà tự sát còn hơn chết dưới tay người khác. Lúc này, Teresa bất ngờ xuất hiện và nói rằng cô ấy có vài thứ muốn cho Ethan và Kate xem. Vài giờ trước, Teresa đang chăm sóc con trai trong bệnh viện thì bị y tá Pam kéo vào một góc không có thiết bị giám sát. Y tá đưa cô một tấm thẻ cùng với địa chỉ bí ẩn. Teresa tò mò lần theo địa chỉ. Chỉ có một ngôi nhà được dựng bằng tấm ván tại nơi này. Cô phá hủy camera giám sát và bước vào. Bên trong có một cầu thang dài dẫn đến một lối đi bí mật. Cô bật đèn pin. Một cánh cửa xuất hiện. Cô dùng tấm thẻ để mở cánh cửa sắt. Trong căn phòng có một chiếc máy tính chứa rất nhiều video về nhật ký của một số người sống sót đã thoát khỏi thị trấn. Sau khi xem xong, Teresa lập tức đến báo tin cho Ethan và Kate. Hai người phụ nữ cuối cùng đã tin những gì Ethan nói. Nhưng Kate vẫn rất khó hiểu tại sao David vẫn không nói ra sự thật với mọi người. Ethan nói bởi vì David muốn kiểm soát mọi thứ. Điều Ethan muốn làm nhất lúc này là cho cư dân nơi đây biết được sự thật. Điều này có thể dập tắt hoàn toàn các cuộc nổi loạn trong thị trấn. Kết hoàn toàn đồng ý, cả ba bàn bạc kỹ lưỡng và cho ra một kế hoạch táo bạo. Lúc này, David đang ở trung tâm giám sát cố gắng tìm kiếm tung tích của 14 người còn lại trong tổ chức. Y tá Pam ở bên cạnh ông giả vờ ân cần, nhưng trong lòng đang có những suy nghĩ rất phức tạp. Thực tế, từ lâu bà đã không còn đồng tình với cách quản lý hết sức tàn nhẫn của David. Sở dĩ bà đưa thẻ ra vào căn phòng bí mật cho Teresa là để giúp Ethan lấy đủ bằng chứng cho cư dân thị trấn biết sự thật. Nhưng bà còn có một mục đích khác, vì căn phòng bí mật cũng là một lối đi nối liền căn cứ kiểm soát với thị trấn. Ngay sau đó, người trực điện thoại báo cáo cho David rằng Ethan có chuyện quan trọng muốn gặp ông. Ethan nói chuyện với David, bày tỏ sự chán nản, và nói rằng sẽ nghe theo lời khuyên của ông là hành quyết kết lúc nửa đêm. Anh nhận ra đây là lựa chọn tốt nhất để dập tắt cuộc nổi loạn. Nhưng anh có một yêu cầu là mọi người trong thị trấn đều phải có mặt lúc đó. David nhìn Ethan, nghĩ rằng anh đã thực sự hiểu ra nên đã không chần chừ giao điện thoại cho Ethan. Tiếng chuông điện thoại của từng ngôi nhà vang lên trong thị trấn, phá tan sự im lặng của màn đêm. Mọi người tập trung đông đủ tại nơi hành quyết, ai nấy đều hò reo phấn khích. Ethan kéo Kate lên bục và kề dao vào cổ cô. Thấy mọi người đều hướng mắt lên nhìn, Ethan đột nhiên thả Kate ra trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Sau đó anh hét lên rằng đã đến lúc để mọi người biết sự thật. Ethan nói ra hết tất cả những gì anh biết, từ cách mà mọi người đã đến thị trấn này, đến việc thế giới bên ngoài đã biến đổi ra sao. Ethan cũng trách móc cách quản lý nghiêm khắc của David đã khiến cho mọi người phải sống cuộc sống như ngục tù. Những cư dân sau khi nghe xong thì trở nên im ắng lạ thường. Kate cũng lên tiếng nói rằng cô và Ethan làm vật để cho David thấy rằng, sau khi mọi người biết sự thật, họ sẽ không tàn sát nhau nữa mà trở nên đoàn kết để mạnh mẽ hơn. Lúc này Megan, người ủng hộ trung thành của David lên tiếng nói rằng Ethan và Kate đang nói dối. Nhưng những người khác im lặng nhìn cô, không ai tỏ ra đồng ý với tuyên bố ấy. Có vẻ như họ cũng muốn chống lại những năm tháng sống dưới sự quản lý tàn bạo của David. Megan muốn nói thêm điều gì đó nhưng đột nhiên đèn xung quanh tắt hết, khắp nơi chìm vào bóng tối. Y tá Pam trong trung tâm giám sát nhìn thấy tất cả điều này thì há hốc mồm ngạc nhiên, nhưng cũng đoán ra được ai đã làm điều này. Hóa ra, David đã tắt hết điện trong thị trấn. David với đôi mắt u ám đang nhìn những con quái vật đang từ từ leo lên bức tường ngăn cách. Có vẻ như ông ta sắp từ bỏ thị trấn, đó vừa là sự trả thù cho sự phản bội của Ethan vừa thể hiện sự ghê tởm đối với cư dân thị trấn. Cảm thấy quyền lực của mình đang bị đe dọa, David quyết định sẽ xóa sổ hoàn toàn thị trấn này và bắt đầu xây dựng lại ột thị trấn rừng thông thứ 3, nơi ông ta có thể toàn quyền kiểm soát. Những con quái vật tận dụng cơ hội hiếm có đột nhập vào thị trấn. Từ phía trung tâm giám sát đã phát hiện ra có một con quái vật đã vượt qua bức tường, theo sau là một đàn nữa đang lũ lượt kéo đến.
Ethan sau khi nghe tin liền biến sắc, anh quyết định đưa mọi người xuống tầng hầm bí mật để ẩn náu, nhưng anh ấy cũng không đi cùng. Teresa chuẩn bị đến bệnh viện đón con trai, còn Ethan và Kate đến đồn cảnh sát. Anh lấy vũ khí trong tủ phân phát cho mọi người. Người của Kate cũng tìm thấy một gói thuốc nổ, đó là thứ mà người kỹ sư đã để lại trước khi chết. Sau khi lấy được vũ khí, Ethan tạm biệt Kate để đến bệnh viện đón vợ con. Những học sinh đang bị nhốt trong phòng giam nhìn thấy mọi người chạy tán loạn, cũng nhận ra có gì đó không ổn nên gào thét đòi ra ngoài. Nhưng Kate quay ra nhìn chúng với ánh mắt căm hận, quyết định để bọn chúng trong đó tự sinh tự diệt. Lúc này, ở bệnh viện, bác sĩ đã kích hoạt nguồn điện dự phòng. Teresa đang thảo luận với bác sĩ để đón Amy về. Cô bé vừa hoàn thành ca phẫu thuật, đột nhiên đèn của bệnh viện lại vụt tắt. Bác sĩ nghĩ rằng máy phát điện có vấn đề nên vội vàng đi kiểm tra, không ngờ một con quái vật từ phía sau đột nhiên xuất hiện túm lấy đầu anh. Teresa ở trong phòng thấy động tĩnh liền đi ra ngoài xem xét, thì phát hiện cách đó không xa có một con quái vật. Cô lập tức nhận ra tình hình không ổn, vội vàng trở về phòng. Cô và Ben đỡ Amy rời khỏi bệnh viện, di chuyển nhẹ nhàng để tránh bị lũ quái vật phát hiện. Họ tạm thời trốn trong một căn phòng. Teresa nín thở đưa tay đóng cánh cửa sổ, bất ngờ một bàn tay to lớn với móng vuốt nhọn tóm lấy tay cô. Teresa sợ hãi hét lên và dùng hết sức giật tay ra, sau đó nhặt một ống tiêm lên đâm mạnh vào con quái vật đang lao tới. Đột nhiên một tiếng súng vang lên, hóa ra Ethan đã đến kịp thời cứu bọn họ. Lúc này, rất đông quái vật đã xông vào thị trấn, nhiều cư dân không kịp di tản, sợ hãi bỏ chạy tán loạn. Cả đường phố bỗng chốc hỗn loạn như thể chiến tranh đang xảy ra. May mắn Kate và những người khác xuất hiện kịp thời, và nổ súng bắn quái vật giúp cư dân chạy trốn. Tuy nhiên sức người không đấu lại được với sức quỷ. Số quái vật xông lên càng lúc càng đông, khiến họ chỉ có thể vừa đánh vừa rút. Kate phải trốn vào một cửa hàng gần đó vì hết đạn. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, nhận ra đây chính là cửa hàng đồ chơi mà cô và chồng đã cùng nhau gây dựng. Đột nhiên có tiếng chuyển động trên mái nhà. Kate nhìn lên, một con quái vật từ trên trời rơi xuống. Cô dùng hết sức đập chết con quái vật. Khi Kate bước ra khỏi cửa hàng, cuộc chiến bên ngoài đã lắng xuống nhưng khắp nơi đều là thi thể của người dân. Kate đau lòng nhìn người bạn đồng hành của mình đang bị ăn thịt. Cho đến phút cuối anh ta vẫn cố gắng đưa tay chỉ về chiếc ba lô trên mặt đất. Cô biết trong đó có chứa thuốc nổ nên nhanh chóng với lấy ba lô, rồi chạy thật nhanh về phía hầm trú ẩn. Rất nhiều cư dân cũng đã di tản đến đây. Ethan đưa vợ con đến, vừa định bước vào tầng hầm thì Kate cũng xuất hiện. Họ nhanh chóng khóa cửa tầng hầm, nhưng Ethan cảm thấy ở lại đây mãi cũng không ổn vì họ cần có đồ ăn. Ethan biết cô giáo Megan là cấp dưới trung thành của David đã hỏi căn phòng bí mật này, dẫn đến đâu. Megan không trả lời mà vẫn khăng khăng nói rằng David nhất định sẽ đến cứu chúng ta. Ben không thể nghe lọt tai được nữa. Sau khi trải qua những việc này, Ben đã nhận ra bản chất thật của David và Megan. David tự xưng là vị cứu tinh của nhân loại nhưng lại bỏ mặc mọi người. Megan nghe xong cũng không thể phản bác lại, cuối cùng nói với mọi người rằng đây là đường hầm nối liền thị trấn và căn cứ. Megan nói ra mật khẩu để mở cửa. Ethan vội vàng dẫn mọi người đi về phía trước. Thị trưởng thấy Megan vẫn còn ở đó nên thúc giục cô mau chạy đi. Nhưng lương tâm của một người giáo viên không cho phép Megan làm điều đó. Cô nói rằng học sinh của mình vẫn chưa tới. Cô cần phải ở lại đây để mở cửa cho họ. Những học sinh bị giam giữ đang ngồi chờ đợi cái chết, thì một số bạn cùng lớp đột nhiên bước vào giải cứu bọn họ. Tuy nhiên những thanh niên này sau khi thoát ra lại không đến hầm trú ẩn, mà quay lại trường. Có rất nhiều học sinh đang tập trung ở đây. Cậu học sinh ban nãy bị Ethan bắn dường như biết rất nhiều bí mật. Cậu ta đến một bức tường rồi ấn một công tác. Một phòng chứa đồ khổng lồ hiện ra trước mặt mọi người. Bên trong có rất nhiều vũ khí và đồ dùng sinh hoạt. Đây là những thứ mà David đã chuẩn bị cho thế hệ mới. Lúc này những người sống sót trong căn phòng bí mật đi qua đường hầm tối và đến một cánh cửa. Kết ấn mật mã, cánh cửa lập tức mở ra. Bên trong là thang máy đi lên căn cứ. Ethan và Kate quyết định đi lên xem xét tình hình trước, nếu an toàn thì sẽ đưa mọi người lên sau. Nhưng cả hai không biết rằng bên trong căn cứ cũng đang rất hỗn loạn. Trước đó, Pam ở trong căn cứ nhìn thấy có rất nhiều quái vật đang đột nhập vào thị trấn, liền đến tìm David để hỏi rõ tình hình. Hy vọng ông ta có thể bật lại nguồn điện cho thị trấn. Nhưng David từ chối, nói rằng cư dân đã hết thuốc chữa. Bây giờ chỉ cần xóa sổ hết bọn họ rồi đợi đến mùa đông, những con quái vật kia rời đi. Họ sẽ đánh thức một nhóm cư dân mới và tạo nên thị trấn rừng thông thứ ba. Pam không muốn điều đó xảy ra, cảm thấy David thật tàn nhẫn vì, dù sao tất cả những thứ ông muốn vứt bỏ đều là mạng người quý giá. David biết Megan đã quay lưng với mình nên ra lệnh cho bảo vệ đưa bà đi. Pam thuyết phục lính canh, một số binh sĩ cũng trở nên dao động. Nhưng ngay sau đó, Pam bị một người dí súng điện làm choáng váng. David ra lệnh nhân viên đưa bà vào ngủ đông một lần nữa. Pam trong tủ đông lạnh lùng nhìn anh trai mình và các nhân viên, cũng sắp phải đưa đi ngủ đông. Lúc này, Ethan và Kate ở trong thang máy đã sẵn sàng, cửa vừa mở hai người lập tức nổ súng bắn trả. Những người lính thấy báo động cũng chạy đến, nhưng một trong những người lính không đi theo, anh buộc phải thả Pam.
Ethan và kết hợp tác rất ăn ý, trong nháy mắt đã hạ gục hết lính canh. Ethan nhanh chóng liên lạc với vợ qua bộ đàm và bảo mọi người đi lên trên. Megan đang ở cửa tầng hầm đột nhiên nghe thấy có tiếng động bên ngoài. Quả nhiên, lũ quái vật đã kéo đến đây, chúng nhanh chóng chạy theo con đường dẫn tới căn cứ. Mọi người ở lối vào thang máy cũng nhận ra có điều gì đó không ổn, vội vàng chạy vào thang máy, nhưng không đủ chỗ vì có quá nhiều người. Teresa và những người khác chỉ có thể đợi đến lượt thang máy tiếp theo. Khi nhóm người sống sót đầu tiên đến căn cứ, Ethan nhận ra vợ con mình vẫn chưa kịp lên, liền nhanh chóng lấy ba lô chứa thuốc nổ của Kết bước vào thang máy, còn dặn dò Kết tìm người để khởi động nguồn điện cho bức tường. Lúc này, lũ quái vật đã lũ lượt xông đến, Ben vội vàng giơ súng lên bắn nhưng lũ quái vật quá đông. Lúc sắp bị áp đảo thì may mắn Ethan đến kịp, kéo dài thời gian giúp mọi người trốn thoát. Khi mọi người đã vào hết, Ethan vội vàng đóng cửa thang máy, nhưng mọi người vẫn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì thang máy đột nhiên ngừng chạy. Hóa ra lũ quái vật đã leo lên trục thang máy. Ethan phát hiện nắp trên của thang máy có thể mở ra, nên nhanh chóng bỏ mọi người ra khỏi thang máy và leo lên căn cứ. Nhưng Ethan biết rằng tốc độ của họ không thể địch lại được quái vật nên sau một hồi suy nghĩ, anh miễn cưỡng bắt tay con trai và dặn dò con phải bảo vệ mẹ. Sau đó, anh lấy thuốc nổ trong ba lô ra và bắt đầu lắp ráp dây điện. David đang vô tư xem trò hay trong thang máy qua màn hình giám sát. Đột nhiên Kết lao vào cùng với khẩu súng và yêu cầu David khôi phục lại nguồn điện. David vẫn chắc chắn rằng ngay cả khi ông ta có chết, thì linh hồn ông vẫn mãi trường tồn. Vừa dứt lời, Pam đã bắn một pha HTS súng vào David, trực tiếp tiễn anh trai lên thiên đường. Sau đó, bà yêu cầu các nhân viên khởi động lại nguồn điện. Lúc này, tất cả mọi người cũng đã leo được lên căn cứ. Chỉ còn một mình Ethan cô độc ngồi trong thang máy. Gương mặt anh bình thản đến lạ thường, anh nhớ lại khoảng thời gian hạnh phúc bên gia đình. Đột nhiên, một vài bàn tay bất ngờ vươn lên nền thang máy. Sau đó ngày càng nhiều bàn tay xuất hiện. Ethan không chút do dự, nhắm mắt bấm nút công tắc, một tiếng nổ rung trời vang lên. Thang máy biến thành một quả cầu lửa. Những người sống sót trong căn cứ lập tức nhận ra Ethan đã ra đi mãi mãi. Ben kích động đến bên thang máy gọi bố mình, nhưng không có ai trả lời. Một mảnh vỡ rơi ra từ vụ chấn động rơi xuống đập mạnh vào đầu cậu. Ben rơi vào hôn mê ngay tại chỗ. Khi cậu tỉnh lại, người đầu tiên cậu thấy lại chính là cô bạn gái Amy của mình. Nhưng kỳ lạ là cô ấy lại ăn mặc như một người y tá. Ben mơ hồ hỏi mình đã hôn mê bao lâu. Amy trả lời đã 3 năm trôi qua rồi. Sau đó cô ấy tắt thiết bị giám sát bên giường và thì thầm rằng những người lớn khác đã được đưa đi ngủ đông. Thậm chí Ben tỉnh dậy cũng là nhờ cô đã cầu xin rất lâu. Ben nhất thời không thể chấp nhận được sự thật này, ngay lập tức mặc đồ bước ra ngoài. Cậu bàng hoàng nhìn xung quanh, người qua đường cũng nhìn cậu với ánh mắt kỳ lạ, hệt như lần đầu cậu đến thị trấn này. Điều khiến Ben không thể tin được là có một bức tượng khổng lồ của David được dựng giữa quảng trường thị trấn. Xung quanh còn có một số xác chết bị treo lên. Có vẻ như cuộc nổi loạn năm đó đã thất bại. Quyền lực của thị trấn rừng thông rơi vào tay thế hệ đầu tiên. Họ thừa hưởng bản tính độc ác của David do được giáo dục theo hệ tư tưởng đó. Thị trấn hiện giờ càng giống một nhà tù hơn trước. Nam chính của phần này là Tio, một bác sĩ phẫu thuật xuất sắc. Trong kỳ nghỉ ở bãi biển, Tio đã gặp tai nạn xe và có cuộc trò chuyện với cảnh sát trưởng trong vô thức. Không sai, anh ta chính là cư dân mới đến thị trấn. Một người phụ nữ trẻ là Carrie nói với anh rằng, có một bệnh nhân cần được điều trị khẩn cấp và anh phải đến bệnh viện ngay lập tức. Nhưng Tio đang hoang mang không hiểu chuyện gì đang diễn ra, anh chỉ nhớ rằng hôm qua đang trên đường đi nghỉ mát với vợ. Tại sao bây giờ lại ở thị trấn này? Đột nhiên tiếng đài phát thanh vang lên thông báo rằng, lệnh giới nghiêm sẽ được áp dụng trong 25 phút nữa, nhằm ngăn chặn những hành vi nổi loạn gần đây. Tio càng nghĩ càng cảm thấy có gì đó không ổn, nhân lúc tài xế không chú ý, anh đã mở cửa lao ra ngoài. Carrie không đuổi theo mà cứ thế nhìn anh chạy thoát. Tio đến một ngôi nhà gần đó để kêu cứu và muốn mượn điện thoại để gọi cảnh sát. Nhưng anh không biết rằng những người ở đây đều một mực nghe lời lãnh đạo của thế hệ mới. Tio gọi rất lâu nhưng không có ai trả lời điện thoại. Lại nhìn thấy dáng vẻ kỳ lạ của chủ nhà, anh liền xoay người rời đi. Nhưng ngay sau đó chủ nhà đã báo cáo việc này với lãnh đạo. Tio dùng hết sức chạy trốn nhưng lại bị một bức tường lớn chắn đường. Bên dưới còn có rất nhiều vỏ đạn. Trên tường cũng thủng lỗ chỗ vết đạn và máu. Quân lính từ sau đuổi đến, Tio đành phải giơ tay đầu hàng. Sau đó, anh được đưa đến bệnh viện. Tio trải qua những điều y hệt như Ethan. Anh cũng nhìn quanh và không thấy có bóng dáng ai trong bệnh viện. Anh tò mò hỏi Carrie tại sao không thấy có bất cứ bác sĩ nào trong bệnh viện. Carrie nói bác sĩ duy nhất của thị trấn đã chết cách đây không lâu. Đó là lý do anh được mời đến thị trấn này để chữa trị cho mọi người. Carrie đưa Tio vào phòng bệnh, bên trong có một bệnh nhân đang nằm chờ phẫu thuật. Sau đó, Jason, người nắm quyền lực trong thị trấn đã đích thân chào đón Tio. Anh ta giải thích rằng, thị trấn này chỉ là một dự án thí nghiệm xã hội của chính phủ. Tio đã được cứu khỏi cơn bão ở biển và được chọn để tham gia vào cuộc thử nghiệm. Còn vợ anh, Rebecca đang trên đường đến.
chỉ cần hoàn thành ca phẫu thuật, hai người sẽ được gặp nhau. Tio không thể tin vào những gì mình vừa nghe, nhưng với đạo đức nghề nghiệp của một người bác sĩ, anh vẫn đến kiểm tra vết thương cho bệnh nhân. Thật bất ngờ, bệnh nhân đó chính là Kate, một trong những thủ lĩnh của phe nổi loạn. Vết thương của cô ấy đang nhiễm trùng và cần phải tiến hành phẫu thuật gấp. Dưới sự quan sát của Jason và một nhóm sinh viên, Tio bắt đầu công việc của mình. Trong lúc đó, Jason và Carrie đang thảo luận về những người nổi loạn, gần đây ngày càng có nhiều cuộc nổi dậy. Megan bước ra đóng góp cùng. Hóa ra cô ấy vẫn chưa chết, thậm chí hiện tại còn đang là một chiến lược gia của thị trấn. Cô luôn chủ trương áp dụng những biện pháp tàn bạo để loại bỏ những kẻ nổi loạn. Lần này, mục tiêu mà họ nhắm đến là Ben, con trai của Ethan. 3 năm trước, Ethan đã hy sinh tính mạng để cứu sống cư dân thị trấn. Ben hiện tại kế thừa mong muốn của bố mình là lật đổ chế độ tàn ác và trở thành thủ lĩnh của quân nổi dậy. Sáng sớm hôm sau, Kate tỉnh dậy sau ca phẫu thuật, thấy Tio đang khám cho mình. Cô lập tức khuyên anh đừng tin vào những lời dối trá của Jason. Tio muốn hỏi thêm, nhưng lại thấy tay Kate bị còng chặt vào giường. Cuộc nói chuyện giữa hai người bị Carrie cắt ngang, cô ta yêu cầu Tio đến gặp vợ tại khách sạn của thị trấn. Sau đó, Jason đến ép Kate khai ra nơi ở của Ben. Họ không thể tìm thấy Ben vì trước đó, Kate đã dẫn người của mình đến phá hủy hệ thống giám sát. Kate nhất quyết không hé nửa lời về nơi ẩn náu của Ben. Thấy cách này không khả thi nên Jason quyết định thực hiện một kế hoạch khác cực đoan hơn. Lúc này, Tio đang trên đường đến gặp vợ, anh nhìn quanh, thấy đường phố trông rất hoang tàn. Khi đi ngang qua một quán cà phê, Tio thấy những người lính đang bắt một người phụ nữ. Người phụ nữ hôn tạm biệt đứa con nhỏ. Tio hỏi họ muốn đưa cô ấy đi đâu nhưng chẳng ai trả lời. Sau đó, Tio được đưa đến một căn phòng chờ. Cửa sổ và cửa ra vào đều bị kháo chặt, có vẻ như anh đã bị giam lỏng. Trong lúc Tio đang lo lắng, thì một người đàn ông bất ngờ cậy cửa xông vào và đưa anh rời khỏi khách sạn. Anh ta là cấp dưới của Kate, muốn đến hỏi Tio xem cô có an toàn không. Khi ra bên ngoài, Tio nhìn thấy có rất nhiều người đang tập trung ở quảng trường. Hóa ra là Jason đang có một bài phát biểu ở đây. Anh nói rằng băng nhóm do Ben và Kate đứng đầu là những kẻ nổi loạn có âm mưu phá hủy thị trấn. Sau đó, hắn ta yêu cầu thuộc hạ đưa ra 3 người, họ đều là cấp dưới của Ben, nhưng rất trung thành, không một ai chịu khai ra tung tích của anh. Vì vậy, Jason muốn công khai hành quyết họ để răn đe. Tio nhận ra một trong số họ là người phụ nữ khi nãy anh gặp, nên tức giận muốn xông lên cứu cô ấy nhưng lại bị lính canh giữ lại. Khi Jason chuẩn bị xử tử người thứ hai thì Ben đã chủ động ra mặt. Jason ngay lập tức ra lệnh bắt tất cả bọn họ. Người đứng đầu đều đã bị bắt, bây giờ họ không cần phải lo về những cuộc nổi loạn nữa. Tio đã gặp lại vợ mình nhưng anh không hề vui, ngược lại còn rất lo lắng vì biết thị trấn này không ổn chút nào. Nhưng ngay sau anh được đưa đến gặp Jason. Anh ta muốn mời anh ăn tối nhưng Tio chỉ muốn biết chuyện gì đang xảy ra với anh. Jason đề nghị lên xe trước rồi nói, trên xe còn có Ben và một số người bị bắt. Jason lúc này mới nói rõ rằng anh ta muốn Tio trở thành bác sĩ trung thành của mình. Nhưng Jason cảm thấy rất lo lắng vì hành động của Tio giống với Ethan trước đây, anh ta không muốn phải đối mặt với một Ethan thứ hai. Trong bệnh viện, Megan đến phòng bệnh của Kate, nói với cô rằng Ben đã bị bắt, sau đó định tiêm một thứ gì đó vào ống truyền dịch. Bất ngờ, Kate lập tức bật dậy và vật ngã Megan xuống đất. Nhưng lúc này cô đã hoàn toàn tuyệt vọng, thay vì giết chết Megan thì cô lại tự kết liễu đời mình. Ở một nơi khác, chiếc xe mà Ben cùng Tio ngồi đã đi tới bức tường ngang cách. Người lái xe đánh ngất Tio. Ngay khi bức tường được mở ra, chiếc xe phóng nhanh ra ngoài. Hóa ra Jason đã có kế hoạch muốn giết chết hai người ở đây. Không lâu sau đó, Tio bị đánh thức bởi một tiếng gầm kinh hoàng. Anh nhìn ra thấy vô số quái vật bên ngoài, nhưng chúng lại không giết anh mà nhảy vượt qua chiếc xe, điên cuồng lao về phía bức tường. Jason và những người khác trong căn cứ nhìn thấy cảnh tượng này từ camera giám sát, cũng vô cùng sửng sốt. Những con quái vật đang tìm cách trèo qua bức tường mặc dù có nguồn điện cao thế. Jason ngay lập tức điều động binh lính đến hiện trường. Trong lúc những con quái vật không để ý đến chiếc xe bên cạnh, theo và Ben nhanh chóng ra khỏi xe và chạy trốn vào rừng. Không mất nhiều thời gian để nhóm Jason đến hiện trường. Lúc này, rất nhiều quái vật đã vượt qua bức tường ngang cách. Carrie bị một con quái vật tấn công và bị thương nặng. Những tên lính vừa nổ súng vừa liên tục ném lựu đạn sang bên kia bức tường. Đàn quái vật cuối cùng cũng rút lui. Jason ôm Carrie bị thương đến bệnh viện để chữa trị. Nhưng bác sĩ lại nói anh ta không có kinh nghiệm nên không thể làm phẫu thuật. Jason bây giờ mới nhận ra vai trò quan trọng của Tio. Anh ta ra lệnh cho binh lính lập tức đưa Tio quay về. Các xe quân sự nhanh chóng tìm thấy Tio đang bị quái vật truy đuổi. Tio hoảng loạn, không do dự nhảy lên xe. Nhưng khi quay về bệnh viện, anh không chịu phẫu thuật cho Carrie, mà lại muốn gặp vợ và muốn Jason phải giải thích tất cả những gì vừa diễn ra. Tio biết mình quan trọng nên anh không lo sợ mà mạnh miệng đe dọa Jason. Jason không còn cách nào khác, đành phải đưa Rebecca đến. Nhưng Tio vẫn chưa chịu phẫu thuật, mà bắt Jason phải nói hết tất cả những gì về thị trấn này.
Jason nói ra một cách ngắn gọn nhất, nhưng Tio cho rằng anh ta đang bịa chuyện. Chỉ khi người vợ thuyết phục anh làm phẫu thuật, Tio mới đồng ý. Sau khi được phẫu thuật, Gary đã tỉnh lại. Vợ chồng Tio đến một ngôi nhà trong thị trấn để ở tạm. Hóa ra Rebecca đã ở đây 3 năm và biết hết mọi chuyện. Cô nói với chồng về việc thế giới đã diệt vong và họ là những người được chọn để đến thị trấn này. Tio cảm thấy như mình đang mơ, vì rõ ràng mấy ngày trước hai người vẫn còn đi nghỉ mát với nhau mà. Rebecca cho chồng một cái tát để anh tỉnh lại. Bây giờ chuyện đó không còn quan trọng nữa, vì làm thế nào để tồn tại trong thị trấn này mới là điều mà họ cần quan tâm. Đúng như Rebecca lo lắng, không rõ vì lý do gì, thức ăn trong thị trấn ngày càng cạn kiệt, nồng độ hóa chất trong đất cũng thay đổi khiến cho không một loại cây lương thực nào có thể sống sót. Họ chỉ có thể trồng cây ở bên ngoài bức tường. Nhưng nếu như vậy, thì khi thu hoạch phải điều động một lượng binh lính lớn để đảm bảo an toàn. Một người lính phát hiện ra rằng quái vật có vẻ rất sợ ánh sáng lửa. Họ có thể dùng súng phun lửa khi thu hoạch. Và sự thật đã chứng minh rằng nó thực sự hiệu quả. Khi những người lính dùng súng phun lửa vào người quái vật, chúng đều sợ hãi bỏ chạy. Nhưng trong lúc thu hoạch, một bóng người đột nhiên xuất hiện trên cánh đồng. Không ai khác đó chính là Ben. Binh lính vẫn không muốn giúp đỡ Ben, nhanh chóng đóng cánh cổng sau khi thu hoạch. Nhưng Ben vẫn không muốn bỏ cuộc. Anh biết rằng những người đang theo dõi camera giám sát vẫn nhìn thấy mình. Nhưng theo quy định do người sáng lập thị trấn đề ra, thế hệ đầu tiên không được làm hại lẫn nhau. Jason không muốn nghe vì Hansa đã ghét Ben từ lâu, lập tức tắt máy giám sát. Sự biến mất của Ben cũng khiến cho cuộc nổi loạn trong thị trấn kết thúc. Lượng lớn lương thực được thu hoạch cũng đã xoa dịu được khủng hoảng khan hiếm lương thực. Jason không hề cảm thấy tội lỗi, thay vào đó còn khá đắc ý. Mẹ của Ben thì hoàn toàn ngược lại. Kể từ khi biết tin con trai mình bị đuổi khỏi thị trấn, Teresa ngày đêm lo lắng. Khi binh lính thu thập lương thực trở về, cô đã chạy đến hỏi thăm tung tích của Ben. Những người lính biết rõ tình hình của anh nhưng tất cả đều im lặng. Teresa tức giận hét lên, các người là những kẻ giết người trắng trợn. Lúc này Ben tội nghiệp đang trốn trong ruộng ngô, thì thấy bóng dáng một con quái vật đang đi tới. Anh chỉ thốt lên một câu, bố, con xin lỗi, và một bi kịch lại xảy ra. Còn Jason thì đang đắc ý khi nhìn vào camera giám sát thấy tất cả quái vật đã biến mất. Trong bán kính 35 dặm cũng không có một con nào. Jason tự hỏi không biết có phải do trước đó, súng phun lửa đã làm chúng sợ hãi không quay lại không? Gary đề xuất họ nên cứu Ben vì nếu anh ấy chết, thì Jason sẽ vi phạm quy định mà David đặt ra. Khi hai người đang ân ái thì đột nhiên có tiếng động ở tầng dưới. Jason cầm súng xuống kiểm tra thì hóa ra đó là y tá Pam. Kể từ khi Pam giết David, Jason đã nhốt bà trong một ngôi nhà nhỏ. Không hiểu vì lý do gì mà Pam lại đến đây. Jason nói rằng anh đang thực hiện từng bước theo kế hoạch của David, sản xuất đủ lương thực, từ từ mở rộng thị trấn ra bên ngoài. Pam nhìn anh ta với vẻ mặt vô cùng tự hào, nói rằng những kế hoạch này đều do bà đã vạch ra cho David, và bây giờ muốn hỗ trợ Jason hoàn thành nó tốt hơn. Anh không do dự mà đồng ý, thậm chí còn đặc biệt chào đón sự trở lại của Pam, trước sự chứng kiến của tất cả cư dân thị trấn. Sở dĩ anh chấp nhận Pam lần nữa là do anh chính là đứa trẻ đầu tiên được sinh ra ở thị trấn này. Pam đã nuôi dưỡng và đặt rất nhiều tâm huyết vào anh, muốn anh trở thành người lãnh đạo kế tiếp ngay từ khi còn nhỏ. Thậm chí còn có tin đồn rằng Jason là con ruột của Pam. Tuy nhiên, mục đích xuất hiện lần này của Pam có vẻ không hề đơn giản. Trong lúc Pam vào phòng y tế tìm kiếm thứ gì đó thì Tio bước vào. Mặc dù Tio đã dần chấp nhận cuộc sống ở đây nhưng vẫn không ưa gì Jason. Chỉ là vì đạo đức nghề nghiệp nên anh mới chấp nhận ở lại đâu chữa bệnh cho mọi người. Nhìn thấy hành động lén lút của Pam, Tio có khá cảnh giác. Không ngờ Pam biết rõ quá khứ của Tio trong lòng bàn tay. Sau khi Tio rời đi, bà lập tức lấy trong tủ dụng cụ ra một cây kim tiêm và nhét vào túi. Sau đó Pam đến phòng thí nghiệm của thị trấn. Người lính vốn dĩ không muốn cho bà vào, nhưng khi biết Pam có mối quan hệ mật thiết với Jason thì đã đồng ý cho bà vào. Đây là phòng thí nghiệm sinh hóa được sử dụng để nghiên cứu quái vật. Pam đã rất quen thuộc với nơi này. Bà đi đến tủ bảo quản đông lạnh và lấy ra một lọ thuốc gì đó rồi nhét vào túi. Vừa hay Megan tình cờ đến đây. Cô ấy là người phụ trách trông coi phòng thí nghiệm. Đối với việc Pam giết David, Megan vẫn cảm thấy rất ám ảnh. Vì vậy cô đuổi Pam ra ngoài. Pam lấy được thứ mình cần nên cũng không đôi co nữa mà nhanh chóng về nhà. Nhưng khi về, Pam nhìn thấy một cư dân bị treo lên cây một cách tàn nhẫn, còn có người xịt sơn trước cửa nhà bà dòng chữ kẻ giết người. Pam cảm thấy vô cùng xót xa. Bà chọn một bộ quần áo yêu thích mặc vào, sau đó lấy ra ống tiêm và lọ thuốc. Khi chuẩn bị tiêm vào người, Pam thấy bác sĩ Tio từ xa đi tới. Hóa ra bệnh viện đang thiếu nhân sự. Anh tới nhờ Pam đến giúp đỡ. Trong lúc trò chuyện, Tio vô tình nhìn thấy ống tiêm trên giường. Nhưng chưa kịp hỏi gì đã bị Pam đuổi về. Sau đó Pam đã đưa ra quyết định quan trọng. Bà tiêm thuốc vào người với vẻ mặt buồn bã. Trong căn phòng, Jason đang thảo luận với một nhóm cán bộ về việc mở rộng thị trấn khi lũ quái vật biến mất. Pam mặc chiếc váy đỏ bước vào, không nói không rằng mà chào hỏi Jason một cách nồng nhiệt. Sau đó ngồi xuống và chuẩn bị tham gia thảo luận.
Đột nhiên Tio xông vào với vẻ mặt nghiêm trọng và nói rằng tất cả mọi người hãy đứng dậy và giữ khoảng cách với nhau vì anh cần làm một xét nghiệm virus. Megan cũng đến và khẳng định rằng Pam đang muốn giết tất cả mọi người. Hóa ra vừa nãy, nhân viên phòng thí nghiệm phát hiện trong phòng thiếu một lọ virus bệnh đậu mùa. Megan nghĩ ngay đến việc Pam đã lấy nó nên nhanh chóng gọi điện báo cho Tio. Tio nhớ lại chiếc kim tiêm nhìn thấy ở nhà Pam, hiểu ngay rằng bà đang muốn lây virus cho người khác nên lập tức đến để ngăn chặn. Pam không còn che giấu kế hoạch của mình nữa. Ý định của bà khi đào tạo Jason trở thành thủ lĩnh là để đưa thị trấn rừng thông đến một kết thúc yên bình. Nhưng trong những năm gần đây, sự cai trị tàn bạo của anh đã khiến Pam hoàn toàn thất vọng. Vì vậy bà muốn sử dụng virus bệnh đậu mùa để tiêu diệt Jason và nhóm của anh ta, đưa thị trấn trở lại đúng hướng. Bà cảm thấy rất có lỗi khi đã không giáo dục Jason trở thành người tốt, để bây giờ anh ta ngày càng nổi loạn. Hóa ra, Megan đã tiêm nhiễm vào đầu Jason những suy nghĩ tàn bạo, khiến anh ta dần trở nên mất hướng, cuối cùng trở thành người ác độc như hiện tại. Việc kiểm tra virus của Tio đã có kết quả. Do được phát hiện kịp thời nên Pam vẫn đang trong thời kỳ ủ bệnh và chưa lây nhiễm cho ai. Điều này khiến Jason cảm thấy tin tưởng Tio hơn. Sau đó, Jason dù không đành lòng nhưng đã tự tay kết liễu Pam. Sau sự việc lần này, Jason dường như đã trưởng thành hơn rất nhiều. Anh ta nhanh chóng điều trị tâm lý và triệu tập các nhân viên nòng cốt, bắt đầu thảo luận về việc mở rộng thị trấn một lần nữa. Chuyên gia nông nghiệp cho rằng việc quan trọng bây giờ là trồng thêm lương thực, nếu không tất cả mọi người đều sẽ chết đói. Lương thực ở bên ngoài bức tường ngăn cách vốn dĩ là do ông trồng. Ông thấy việc đầu tiên phải làm là tìm loại đất thích hợp để trồng. Jason đồng ý, ngoài ra còn có một tin tức quan trọng. David năm xưa đã từng cử 12 người ra bên ngoài, đi theo các hướng khác nhau để thu thập thông tin. Bây giờ đã đến lúc họ nên quay trở lại. Đột nhiên một âm thanh báo động vang lên từ phòng giám sát. Màn hình cho thấy hai sinh vật không xác định đang tiếp cận bức tường. Những người lính ngay lập tức đến kiểm tra. Không ngờ đó chỉ là hai người đàn ông. Binh lính đã biết bọn họ, không cần thẩm vấn đã cho họ đi vào. Một người là Adam, một trong 12 người được David cử ra ngoài. Người còn lại là Sander, một thành viên có năng lực của quân nổi dậy. Anh ta đã được mang ra bên ngoài bức tường cùng với Ben vài ngày trước. Không những sống sót mà còn lành lặn trở về. Trước đó khi bỏ chạy khỏi đám quái vật, anh đã rơi vào một cái hố sâu. Chưa kịp leo ra ngoài sau khi hôn mê thì một con quái vật lao xuống. Khát vọng sống mãnh liệt đã khiến Sander bộc phát sức mạnh đáng kinh ngạc, bóp cổ quái vật cho đến chết. Anh ta cuối cùng cũng thoát khỏi hang và kiệt sức. May mắn có một nguồn nước cách đó không xa. Sander vội tới uống nhưng anh không chú ý đến bóng hình tiến tới phía sau. Đó là Adam, ông được David cử đi 3 năm trước để thu thập thông tin về quái vật và tìm kiếm những người còn sống sót. Rất tiếc chỉ tìm thấy Sander, hai người quyết định quay trở lại thị trấn trước. Để sống sót, Sander nói Carrie rằng anh chỉ muốn là một công dân bình thường. Đồng thời tiết lộ những tin tức quan trọng về quái vật. Chúng không phải là những con thú không có trí tuệ, có vẻ chúng còn rất thông minh. Adam hiện tại đang rất yếu vì đã lăn lộn bên ngoài suốt 3 năm, nên đã đến bệnh viện kiểm tra. Những vết sẹo dày đặc trên bụng đã cho thấy 3 năm vất vả của ông. Ông nói với Tio đầy ẩn ý rằng những người biến dị không phải là kẻ thù của con người, mà là kẻ thay thế con người. Sau đó, nhân lúc Tio không có mặt, ông rời khỏi bệnh viện. Những người đi đường nhìn Adam với ánh mắt tò mò, nhưng ông không quan tâm, như thể đang tìm kiếm một ai đó. Tình cờ Teresa bắt gặp ông, cô đi theo Adam vào một con hẻm. Hóa ra Adam chính là sếp của Ethan. Năm đó, ông đã cử Ethan đi điều tra vụ án ở thị trấn rừng thông. Teresa rất tức giận vì Adam đã biết chuyện của thị trấn nhưng vẫn cử Ethan đi. Teresa trách móc, nếu không phải tại ông thì tôi đã không phải mất đi gia đình. Adam cảm thấy có lỗi nên không nói một lời nào. Không lâu sau, chuyên gia nông nghiệp chuẩn bị ra ngoài để khám phá các loại cây trồng. Ông dẫn các nhóm binh lính đi khắp các đường phố trong thị trấn. Teresa đột ngột dừng xe của ông. Cô muốn theo đội ra ngoài tìm con trai mình. Adam cũng trực tiếp nhảy lên xe mà không hỏi gì. Đoàn xe hùng hậu ra khỏi bức tường ngăn cách và dừng lại ở một khoảng đất trống gần hồ. Bọn họ sẽ dựng trại ở đây. Teresa chủ động đến tìm Adam và hỏi có phải ông đến đây để giúp mình không? Adam gật đầu. Cô nói rằng vị trí của Ben có lẽ là gần các cánh đồng. Khi màn đêm buông xuống, Adam một mình mang theo vũ khí đi đâu đó. Không biết sau bao lâu, Teresa đang ngủ thì bị tiếng ồn đánh thức. Cô từ từ bước ra khỏi lều. Hóa ra Adam đã mang về một xác chết. Teresa mơ hồ linh cảm rằng con trai cô đang ở trong chiếc túi đựng xác đó. Quả đúng là như vậy. Hy vọng mong manh trong những ngày qua cuối cùng cũng vụt tắt. Cô tuyệt vọng nhìn mọi người rồi thẫn thờ đi về phía căn lều. Lúc này ở thị trấn, một thanh niên đang ngắm nhìn vòng quay. Không hiểu vì sao nó đột ngột dừng lại. Chàng trai giật mình kinh hãi khi phát hiện có một quái vật đang nhìn chầm chầm vào mình. Rất may là quái vật này không có ý định tấn công. Các binh lính nhanh chóng phát hiện và đến bao vây. Jason chuẩn bị hạ lệnh giết chết nó, nhưng Carrie nhận ra con quái vật này là giống cái nên quyết định bắt sống trước. Nữ quái vật cũng không phản kháng nhiều, rất nhanh đã được đưa vào phòng thí nghiệm.
Sự xuất hiện của nó khiến cho những con quái vật khác lập tức im lặng. Đây là con cái đầu tiên mà họ gặp được. Trên bàn tay nó còn có ký hiệu kỳ lạ. Nó cho thấy con quái vật này không hề đơn giản. Megan đề nghị họ nên nghiên cứu nữ quái vật vì có thể tìm ra manh mối để tiêu diệt đám người biến dị. Tuy nhiên là một nhà thôi miên, Megan không có nhiều kiến thức về sinh học, chỉ có thể nhờ Theo cùng nghiên cứu. Bên phái Jason, cấp dưới báo cáo rằng họ đã tìm khắp thị trấn, nhưng không thấy bất cứ con quái vật nào khác, bức tường cũng không có dấu hiệu bị phá hỏng. Vậy tại sao nữ quái vật kia lại ở bên trong? Jason dường như nghĩ ra điều gì đó và nhanh chóng đến tìm Rebecca, hỏi cô có chắc thị trấn không có sai sót gì về an ninh không? Rebecca khẳng định rằng nếu là vấn đề về thiết kế thì mọi người đã sớm chết hết rồi. Hóa ra thân phận của cô không hề đơn giản. 2000 năm trước, David đã tiếp cận Rebecca, cô là một kiến trúc sư tài giỏi, và mời cô ấy tham gia vào dự án thiết kế thị trấn. Cô làm việc ngày đêm và cuối cùng cũng cho ra bản thiết kế. Tại buổi tiệc, cô hào hứng hỏi David khi nào bắt đầu xây dựng thị trấn. David trả lời có thể mất một thời gian. Rebecca hỏi lại, 3 năm hay 5 năm? Megan nhanh chóng đáp lời, có lẽ là 2000 năm. Cô nghe xong thì cảm thấy thật điên rồ, nhất thời không chấp nhận được. David phải dẫn cô đến khu vực xây dựng thị trấn và trình bày rõ ràng cho cô. Cuối cùng Rebecca cũng chấp nhận tham gia vào kế hoạch của ông. Tất nhiên cô cũng giấu chuyện này với chồng mình. 2000 năm sau, những người tỉnh dậy đầu tiên bắt đầu chuẩn bị xây dựng thị trấn rừng thông. Việc đầu tiên họ làm chính là loại bỏ những người biến dị tập trung ở đây. Từ sự việc này có thể thấy những người dân ở thị trấn, như David mới là những kẻ xâm lược thực sự. Có lẽ đó là lý do người biến dị có thù hằn với họ, và muốn tấn công bất cứ lúc nào. Ngoài ra, Rebecca còn giấu một chuyện khác. Khi Theo đi làm về, anh ngạc nhiên khi thấy Sander đang ở trong nhà mình. Rebecca lấy hết can đảm nói ra một sự thật động trời. Vì chính sách sinh nở của thị trấn, cô và Sander đã kết hôn 2 năm trước. Lúc đó Theo vẫn đang ngủ đông. Giờ đây khi anh đã dần quen với mọi thứ, hai người mới quyết định tiết lộ chuyện này. Theo rất tức giận. Anh buồn bã ném chiếc nhẫn cưới xuống đất rồi quay sang đấm Sander rồi bỏ ra ngoài. Teresa ở bên ngoài thị trấn còn đau buồn hơn. Sau khi chôn cất con trai, cô vẫn rất đau buồn, nước mắt không ngừng rơi. Stacy khuyên cô nên quay trở lại thị trấn vì ở đây không an toàn. Nhưng Teresa lắc đầu, cô không muốn đi đâu cả. Cô muốn ở lại đây với con trai. Có lẽ Teresa đã hoàn toàn mất đi hy vọng sống. Tối hôm đó, ở cánh đồng cách đó không xa, cây cối đang phát triển tươi tốt thì đột nhiên một đám người biến dị cầm đuốc xông tới. Chúng ném đuốc vào cánh đồng một cách có trật tự. Không bao lâu, lương thực mà người dân thị trấn gieo trồng đã hoàn toàn bị thiêu rụi. Thấy lửa bốc cháy, bọn chúng không rời đi mà đứng sang một bên, chờ đợi bước tiếp theo. Sau khi biết tin, tất cả binh lính lập tức trở về đội và thông báo cho tất cả mọi người. Những người đàn ông trưởng thành trong thị trấn cũng bị gọi đi. Binh lính sẽ chiến đấu với quái vật, còn người dân sẽ giúp dập lửa. Bác sĩ Theo cũng nhanh chóng đến bệnh viện. Tất cả các nhân viên y tế đã chuẩn bị sẵn sàng, vì họ biết đây sẽ là một trận đại chiến sinh tử khốc liệt. Những người đầu tiên gặp nạn là nhóm của CZ và những người khác đang ra ngoài khám phá. Adam là người nhận ra điều bất thường đầu tiên. Sau khi nhìn thấy đám cháy trên cánh đồng, anh ngay lập tức hét lên cảnh báo. Nhưng đã quá muộn, lũ quái vật nhanh chóng xông đến tấn công gây ra một cuộc hỗn loạn. Teresa cũng bị một con quái vật tấn công. Dù Adam tới giải cứu nhưng cô đã bị thương rất nặng. Phía bên kia, đoàn hộ tống do Jason dẫn đầu đã tới cánh đồng và chiến đấu với lũ quái vật. Trận chiến diễn ra vô cùng ác liệt khiến mọi người không kịp dập lửa. Khi quái vật bị tiêu diệt, toàn bộ cánh đồng đã chìm trong biển lửa. Jason suy sụp ngồi thụp xuống đất. Biết bao công sức gieo trồng giờ đã tan thành mây khói. Lúc này, bệnh viện cũng trở thành một bãi chiến trường khác. Rất nhiều người bị thương được đưa đến. Nhưng ngoài Theo, các bác sĩ và y tá khác đều là thực tập. Căn bản chưa từng trải qua cảnh tượng như vậy. Theo phải chạy đi chạy lại cứu người. Tình trạng của Teresa rất khó nói. Cô được Theo cứu khỏi cơn nguy kịch, nhưng sau đó lại rơi vào hôn mê. Adam buồn bã bước vào phòng bệnh nắm chặt tay cô, ánh mắt tràn đầy tội lỗi. Rất lâu trước khi thị trấn rừng thông được xây dựng, Adam đã bị David mua chuộc tham gia dự án, về ngày tận thế và thông đồng để che đậy sự biến mất của cư dân. Khi đó, Adam đã có tình cảm thầm kín với Teresa. Ông đã cử chồng cô là Ethan đến thị trấn. Tưởng rằng Teresa sau khi mất chồng sẽ sớm thuộc về tay mình, nhưng không ngờ cô vẫn cố chấp đi tìm chồng. Adam cảm thấy rất hối hận, vì những suy nghĩ xấu xa của mình đã khiến gia đình cô tan nát. Một lát sau, Teresa đã tỉnh lại sau cơn mê. Thấy Adam đang nắm tay mình, cô lặng lẽ rút tay lại. Cũng giống như Ethan trước khi qua đời, cô nhớ lại khoảng thời gian hạnh phúc của gia đình. Cuối cùng ra đi trong thanh thản. Jason lúc này đang bị đá kích tâm lý nặng nề. Anh không hiểu tại sao lũ quái vật đã biến mất rồi lại quay về phá hủy tất cả. Bạn gái Carrie động viên anh, dù có sợ hãi đến đâu thì với tư cách là một người lãnh đạo, anh cũng không nên để lộ mặt yếu đuối ra bên ngoài.
Jason nghe xong đã cố gắng bình tĩnh lại và tổ chức một cuộc họp để trấn an cư dân. Số liệu thống kê cho thấy đã có 35 binh sĩ chết trong trận chiến và hiện tại họ vẫn đang rất thiếu nhân lực. Tuy nhiên đây cũng chưa phải điều tồi tệ nhất. Seiji cho rằng những con quái vật này không chỉ là những con thú bình thường. Sau khi nhìn thấy người lính dùng súng phun lửa để tấn công, chúng đã nhanh chóng học được cách sử dụng lửa. Nhưng Jason vẫn không tin rằng người biến dị có thể thông minh như vậy. Jason cho rằng việc cấp bách nhất lúc này là giải quyết vấn đề lương thực. Seiji lại nhận được tin xấu rằng lương thực từ khi trồng cho đến khi thu hoạch phải mất vài tháng, mà bây giờ lương thực trong kho chỉ đủ cho người dân cầm cự trong 6 tuần. Nhưng ông không hề tỏ ra chán nản, mà vẫn có niềm tin rằng họ có thể vực lại được. Buổi lễ tưởng niệm 35 binh sĩ diễn ra vào chiều hôm đó, để cư dân cảm thấy yên tâm, Jason đã an ủi họ rằng nguồn gốc của con người bắt đầu từ một nam một nữ, hiện tại thị trấn của họ vẫn còn hơn 1.000 người, vẫn có thể phát triển thịnh vượng. Tuy nhiên anh cũng nói rằng hiện tại còn rất nhiều vấn đề cần giải quyết. Lương thực khan hiếm, bệnh viện cũng không còn nhiều thuốc, thị trấn cũng không có khả năng sản xuất thuốc, Jason vẫn chưa nghĩ ra biện pháp để đối phó với vấn đề này. Đội trưởng đến báo tin rằng, có rất nhiều quái vật đang tụ tập bên ngoài bức tường ngăn cách. Seiji cho rằng trước kia chúng rút lui trước là để dụ binh lính ra bên ngoài, sau đó mai phục và tấn công. Nhưng Jason vẫn một mực khẳng định điều đó là không thể, chúng chỉ là những con thú, làm sao có thể thông minh như vậy được. Lần này Tio cũng không thể nghe lọt tai được nữa, anh chạy đến phòng thí nghiệm. Megan đang chụp các lớp não cho nữ quái vật vì cô cảm thấy nó rất đặc biệt. Khi lũ quái vật ở ngoài đốt cánh đồng trước đó, tất cả các quái vật khác trong phòng thí nghiệm đều rất phấn khích. Chỉ có duy nhất nữ quái vật này vẫn bình tĩnh và yên lặng đến đáng sợ. Ngay sau đó đã có kết quả chụp não. Thật ngạc nhiên vì não của nó rất phát triển. Diện tích nếp nhăn não của Tinh Tinh chỉ bằng 1/3 não con người, nhưng của con quái vật này thì lớn gấp 3 con người. Chứng tỏ tư duy của nó phát triển hơn con người rất nhiều. Tio cảm thấy có gì đó không đúng, anh lập tức chạy về bệnh viện tìm Adam. Ông ta là người sống sót duy nhất có liên hệ chặt chẽ với người biến dị. Tio nói về kết quả chụp não của nữ quái vật và hỏi Adam có biết cách giao tiếp với người biến dị không. Adam rất sốc khi nghe điều này và hỏi Tio rằng có phải trên bàn tay của nữ quái vật có ký hiệu không. Tio cũng không để ý điều đó nên quay trở lại phòng thí nghiệm để kiểm tra. Sau khi thấy dấu ấn trên tay quái vật, anh càng chắc chắn suy đoán của mình. Ký hiệu này rõ ràng đã được thiết kế và đóng dấu bằng các công cụ. Những người biến dị chắc chắn thuộc về một chủng tộc thông minh. Anh còn đoán nữ quái vật đã lẻn vào thị trấn để thực hiện một kế hoạch nào đó. Lúc này, Adam đột nhiên xông vào phòng thí nghiệm và yêu cầu lập tức thả nữ quái vật đi. Tio nhanh chóng ca ngăn. Adam nói rằng ông đã nhìn thấy quái vật dành nhiều tháng để điêu khắc ký hiệu đó. Đó là biểu tượng cho thấy nữ quái vật kia chính là lãnh đạo của chúng. Các quái vật tụ tập bên ngoài bức tường cũng vì nó mà đến. Trong lúc mọi người đang tranh cãi, một tiếng gầm rất lớn đột nhiên phát ra từ bên ngoài thị trấn. Những tiếng gào thét vang vọng mọi ngóc ngách. Tio đã nghĩ ra một cách, bộ não của nữ quái vật này phát triển hơn rất nhiều so với người bình thường. Nhưng rào cản ngôn ngữ khiến họ không thể giao tiếp được với nó. Để cứu thị trấn, anh quyết định thương lượng hòa giải với nữ quái vật, và điều đầu tiên cần làm là để nó học cách giao tiếp. Tio lấy ra vài tấm thẻ có biểu tượng trên đó, và dạy nữ quái vật ý nghĩa của từng tấm thẻ. Nếu đoán đúng sẽ nhận được một phần thưởng là đồ ăn. Đúng như dự đoán, chỉ sau một vài lần lặp lại, thủ lĩnh quái vật đã hiểu được ý nghĩa của tất cả các tấm thẻ. Lần này Megan đưa cho nó phần thưởng, nhưng nó lại chỉ tay sang một bên. Ý muốn Megan đưa đồ ăn cho quái vật bên cạnh. Tio khá bất ngờ khi nhìn thấy điều này, đây rõ ràng là một chủng tộc thông minh, hơn nữa chúng rất đông nên việc thay thế con người có lẽ chỉ là vấn đề về thời gian. Vì vậy Tio càng kiên định hơn về kế hoạch đàm phán hòa bình. Nhưng Adam đoán có thể Jason sẽ không đồng ý với điều đó. Megan trực tiếp đi mời Jason đến. Lúc này, hàng ngàn người biến dị đã kéo đến tập trung bên ngoài bức tường. Tio nói ra kế hoạch đàm phán hòa bình của mình, sắc mặt Jason lập tức thay đổi. Không lẽ bây giờ chúng ta lại phải phục tùng những sinh vật cấp thấp này sao? Tio đáp, đến giờ anh vẫn chưa biết mục đích của thủ lĩnh quái vật khi lẻn vào thị trấn sao. Nó đến đây để quan sát và tìm hiểu xã hội của chúng ta. Để chứng minh trí tuệ của thủ lĩnh quái vật, Tio một lần kiểm tra nữ quái vật bằng các tấm thẻ. Nữ quái vật hợp tác rất tích cực, có thể thấy nó cũng có thiện chí với việc đàm phán. Nhưng Jason cho rằng đó chỉ là một trò lừa, mà hầu hết tất cả các loài động vật đều có thể làm được. Thấy vậy Tio quyết định mạo hiểm. Anh lấy ra một tấm thẻ tượng trưng cho tình bạn. Ngụ ý muốn làm bạn với người biến dị. Sau đó mở ổ khóa của chiếc lồng giam bên cạnh rồi từ từ đưa tay vào. Ngay lúc con quái vật kia muốn làm hại Tio, thủ lĩnh đã hét lên để ngăn chặn nó. Nhưng điều này càng làm cho Jason tức giận hơn, anh không chần chừ bắn chết tất cả những quái vật trong lồng. May mắn khi chuẩn bị đến lượt nữ quái vật, Tio đã kịp thời giật lấy khẩu súng. Đối với hành động liều lĩnh của Jason, người bạn gái Carrie cũng không thể đứng nhìn được nữa và nói rằng, tại sao không thử làm theo kế hoạch của Tio?
Điều này khiến Jason cảm thấy thật mất mặt, quay người rời khỏi phòng thí nghiệm. Nhưng mớ hỗn độn mà anh ta để lại khiến Theo và Adam không biết phải giải quyết thế nào. Megan có thể hiểu được suy nghĩ của Jason vì anh ta có tính cách rất giống David. Jason sẽ không bao giờ chịu cúi đầu trước một chủng tộc cấp thấp như quái vật. Lúc này Theo không nghĩ được cách nào tốt hơn, nên chỉ có thể chán nản rời khỏi phòng thí nghiệm. Tuy nhiên, Jason cũng không phải là không bị lung lay. Anh cùng Kerry nhanh chóng đến tìm Seiji để hỏi kỹ hơn về quái vật. Jason biết rằng người đàn ông trước mặt chính là người hiểu biết nhất. Ông là người duy nhất trên thế giới đã chứng kiến sự diệt vong của nền văn minh nhân loại và sự trỗi dậy của quái vật trong suốt 2.000 năm. Khi những người được chọn khác đều đang trong quá trình ngủ đông, chỉ có ông là thức dậy sau mỗi 20 năm, dành 24 giờ để bảo trì thiết bị và thu thập càng nhiều thông tin bên ngoài càng tốt. Lúc đầu, ông đã xem trên truyền và biết được rằng các quốc gia đang chiến đấu với một loại virus mới. Nhưng 400 năm sau, nhiều quốc gia đã hoàn toàn bị xóa sổ. Seiji bắt đầu ra ngoài để theo dõi những thay đổi của khí hậu và môi trường. Ông bắt gặp một người còn sống sót gần đó, nhưng người này đang bắt đầu có các triệu chứng đột biến. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho căn cứ, ông đành phải hạ thủ với anh ta. Cho đến năm 3214, Seiji không còn nhận được bất cứ tin tức nào từ thế giới bên ngoài. Có thể thấy thế giới bên ngoài đã hoàn toàn diệt vong. Một cảm giác cô đơn khó tả xâm chiếm tâm trí Seiji. Dù chỉ sau 24 giờ nữa ông ấy sẽ tiếp tục chìm vào giấc ngủ, nhưng sự day dứt đó vẫn không thể nào nguôi ngoai. Nhưng niềm tin vào sự tương lai tươi sáng đã giúp ông có thêm niềm tin để chịu đựng. Chớp mắt đã đến năm 4014, theo kế hoạch, Seiji đã đánh thức David và nhóm thành viên chủ chốt đầu tiên. Trước đó, ông đã xác nhận chất lượng đất và không khí đã ổn định. David nhìn mọi thứ trước mắt với sự phấn khích tột độ. Khi đang nghĩ về tương lai, ông chợt thấy bóng dáng của một người biến dị. Seiji vội khuyên David đừng kích động, chúng sẽ không chủ động tấn công con người như những loài động vật hoang dã khác. Nhưng David cảm giác rằng nếu muốn xây dựng thị trấn rừng thông ở đây, thì phải tiêu diệt bọn chúng. Seiji không đồng tình, làm như vậy không phải đang xâm phạm lãnh thổ của chúng sao? Nhưng David khăng khăng cho rằng chúng chỉ là những sinh vật biến dị, làm gì có lãnh thổ. Kết quả là sau đó thị trấn rừng thông đã được xây dựng dưới sự tàn sát của David. Sau khi những cư dân đầu tiên được đánh thức chuyển đến, Megan quyết định tổ chức một buổi lễ chào đón và nói cho mọi người biết tất cả sự thật. Nhưng Seiji cảm thấy vô cùng lo lắng. Bản thân ông đã chứng kiến tận mắt và dành cả 2.000 năm, nhưng vẫn khó chấp nhận sự thật rằng thế giới đã diệt vong. Thì những cư dân này sao có thể chấp nhận dễ dàng như vậy, được chứ? Nhưng đây là mệnh lệnh của David, Megan bắt buộc phải làm theo. Kết quả là mối lo ngại của Seiji đã trở thành hiện thực. Thị trấn trở nên vô cùng hỗn loạn ngay trong đêm hôm đó. Sau một đêm thị trấn đã không còn tồn tại nữa. Tính đến nay, thị trấn đã trải qua 3 lần thảm họa. Và lần này khả năng cao sẽ còn kinh khủng hơn các lần trước. Trước sự truy hỏi của Jason, Seiji hiểu rõ bây giờ có nói gì cũng đã quá muộn. Dường như ông nhận ra một tai họa khủng khiếp sắp xảy đến. Trong phòng thí nghiệm, Megan đang làm việc chăm chỉ thì đột nhiên cảm thấy chóng mặt. Cô nhìn xuống và phát hiện có một vết thương rất lớn trên chân bị liệt của mình. Máu đã chảy ra lên láng trên mặt đất. Thật không ngờ nữ quái vật là kẻ đã ra tay. Hóa ra Theo mở khóa chiếc lồng giam bên cạnh. Nó đã ghi nhớ mật khẩu rồi mở cửa. Việc đầu tiên nó làm là giết chết Megan, sau đó trốn thoát ra ngoài. Khi Theo trở lại và thấy cảnh tượng kinh hoàng trước mặt, anh lập tức nhấn chuông báo động. Jason ngay lập tức huy động binh lính lục soát phòng thí nghiệm. Các ống thông gió và cống rãnh là mục tiêu tìm kiếm chính của họ. Dù mọi người rất cố gắng nhưng vẫn không có được manh mối nào. Vì nữ quái vật đã chạy trốn khỏi đây rồi. Hơn nữa nó còn chạy qua rừng thông rậm rạp, như thể nó có thể trèo qua bức tường. Jason lục tung căn cứ nhưng vẫn không thể tìm ra dấu vết nữ quái vật. Theo khuyên anh ta nên huy động cư dân toàn thị trấn cùng tìm kiếm, nhất định không được để nó trốn thoát, nếu không hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Sở dĩ lũ quái vật bên ngoài vẫn chưa tấn công vì chúng sợ rằng con người đang nắm con tin thủ lĩnh trong tay. Không lâu sau đó, tiếng còi báo động của thị trấn vang lên. Tất cả cư dân lập tức chạy về nhà, khóa hết cửa ra vào và cửa sổ. Chiếc xe tuyên truyền liên tục phát thông báo một con quái vật đã trốn thoát khỏi phòng thí nghiệm. Cùng lúc đó, một số người đàn ông trẻ tuổi đã bị cưỡng chế vào đội binh lính. Anh chàng này vừa bước ra ngoài đã gặp ngay nữ quái vật trên đường. Anh giơ súng định bắn nhưng đã quá muộn. Không hiểu vì lý do gì nữ quái vật mang xác người đàn ông vừa giết vào rừng thông, rồi quay trở lại thị trấn. Lúc này một số lượng lớn binh lính đã đến, thấy bóng dáng quái vật trên mái nhà thì lập tức nổ súng. Nhưng đối phương quá nhanh, nháy mắt đã biến mất. Trong nhà, Sander lấy vũ khí ra và phân phát cho mọi người, yêu cầu họ cùng tham gia tìm kiếm. Rebecca chỉ ra khu vực tìm kiếm cho mọi người. Thị trấn này do cô thiết kế nên đương nhiên cô rất thông thuộc địa hình. Sander cho rằng quái vật sẽ trốn thoát theo con đường mà nó đã lẻn vào. Nhưng con đường này ở đâu? Rebecca suy đoán nó chỉ có thể thoát ra theo đường cống. Nhưng là cái cống nào thì cô phải xem lại bản vẽ kiến trúc ban đầu. Cô cần phải đến văn phòng của Jackson để lấy nó.
Sander căn dặn Rebecca hãy cẩn thận vì cô đang có thai. Adam ở phía bên kia cũng nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc sau khi nghe thông báo. Vì vậy ông yêu cầu Theo cùng đi tìm quái vật. Cuối cùng họ tìm được xác của người lính. Lúc này họ mới nhận ra mình đã bị thủ lĩnh quái vật chơi xỏ, lãng phí rất nhiều thời gian. Theo suy đoán có thể nó đã đi tới phía nam của thị trấn để trốn qua bức tường ở đó. Còn Adam lại cảm thấy nó đang cố tình đánh lạc hướng. Họ chia nhau mỗi người đi một đường. Cả hai đều không biết rằng lúc này nữ quái vật vẫn đang ở trong thị trấn. Thỉnh thoảng xuất hiện trên những con phố khác nhau, mang lại rất nhiều rắc rối cho những người lính. Khi nó xuất hiện trên một con phố khác, thì bất ngờ gặp Rebecca đang đi lấy bản vẽ thiết kế trở về. Ngay khi chuẩn bị ra tay, nó nhận ra cô đang mang thai và thoáng chốc trở nên do dự. Bỗng một tiếng súng vang lên. Sander đã đến, cánh tay của quái vật bị bắn trúng, nó lập tức bỏ chạy. Rebecca sau đó trở về nhà và mở bản thiết kế thị trấn. Cô nhanh chóng tìm ra một đường cống thoát nước, nơi gần nhất với bức tường, chỉ cần đào một cái hang vài mét. Những quái vật ở bên ngoài có thể dễ dàng chui vào. Rebecca đã đoán đúng, thủ lĩnh quái vật bị thương không dám đi lang thang trong thị trấn nữa, mà đi thẳng đến lối vào đường cống. Hóa ra, trước đó nó đã cố tính gây ra hỗn loạn trong thị trấn để che giấu lối vào này. Nhưng nó không ngờ Adam đã ở đây đợi nó từ trước. Adam đã tìm ra thủ lĩnh và đo dự một lúc rồi từ từ hạ vũ khí xuống, đi theo nữ quái vật vào trong cống. Không lâu sau đó, ông đã ra ngoài bức tường. Rất nhiều người biến dị đã tập trung tại đây. Tuy nhiên dưới sự kiềm chế của thủ lĩnh, Adam đã không bị tấn công. Ông bắt đầu lo lắng nhìn xung quanh. Có thể trong giây phút tiếp theo, những con quái vật này sẽ tràn vào thị trấn, gây ra một thảm họa kinh hoàng. Sự thù địch của quái vật với con người đã khắc sâu tận xương tủy, rất khó để loại bỏ. Cuối cùng, chúng cũng đợi được thủ lĩnh trở về và không bao lâu nữa sẽ phát động tấn công. Nhưng vết thương, do đạn bắn của nữ quái vật vẫn không ngừng chảy máu làm cho nó rất yếu ớt, không biết nó có thể sống được hay không. Lúc này thì trấn đã trở nên vô cùng hỗn loạn. Các binh lính đã lùng sục khắp nơi nhưng không thể tìm ra tung tích nữ quái vật. Một nhóm binh lính đã đến chỗ đường ống thoát nước, nhưng chỉ thấy khẩu súng của Adam bị bỏ lại. Đột nhiên bên ngoài bức tường vang lên tiếng gầm rú của quái vật. Mọi người ai nấy đều nghe rõ. Họ nhanh chóng ném vài quả bom để bịt kín đường ống, ngăn không cho chúng quay lại. Tuy nhiên đây chỉ là một biện pháp tạm thời. Thiết bị theo dõi cho thấy ngày càng có thêm nhiều quái vật tập trung bên ngoài. Việc chúng xông vào đây có lẽ chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng Jason không nghĩ cách giải quyết mà đưa Carrie vào một căn phòng bí mật. Xung quanh là những bức tường dày, bên trong còn có thiết bị ngủ đông. Hóa ra đây chính là lối thoát của Jason. Ngay cả khi thị trấn bị xâm chiếm, anh ta và Carrie vẫn có thể ẩn náu ở đây và tiếp tục tái tạo loài người. Nhưng Carrie nghe xong thì tỏ ra rất buồn bã. Trước đó cô ấy đã bị một con quái vật tấn công. Mặc dù đã được bác sĩ Theo cứu sống nhưng cô đã mất đi khả năng sinh sản. Hiện tại không có máy móc điều trị nên gần như không thể cứu chữa. Lúc đó Carrie không dám nói với Jason vì ở cái thị trấn này, việc sinh sản để duy trì thế hệ tiếp theo vẫn luôn được chú trọng hàng đầu. Bây giờ thấy không thể che giấu được nữa, cô đã nói ra sự thật. Mặc dù Jason không đổ lỗi cho cô nhưng kế hoạch của anh ta có lẽ phải thay đổi. Qua máy quay giám sát, Carrie nhìn thấy thủ lĩnh quái vật bị thương và tự hỏi liệu lũ quái vật có ngừng tấn công, nếu nó chết hay không. Jason lập tức phủ nhận, ngay cả khi nó chết, bọn chúng sẽ chọn ra một thủ lĩnh mới. Cũng giống như đường hầm kia đã bị nổ tung, chúng sẽ đào ra một cái mới. Cái kết cho thị trấn đã được định sẵn rồi, bây giờ chỉ còn là vấn đề thời gian. Jason dường như nghĩ ra điều gì đó, bảo Carrie gọi cho Seiji và Theo. Nhưng Theo sau khi chứng kiến những hành động đầy thất bại của Jason thì vô cùng thất vọng. Anh đến tìm Sander, một trong những thành viên của phe nổi dậy, và nói rằng từ nay anh sẽ không tuân theo lệnh của Jason nữa, anh cần sự hỗ trợ của Sander. Sander nói anh ta có thể đứng về phía Theo, nhưng điều quan trọng nhất lúc này là tìm cách để tránh sự tấn công của quái vật. Trong lúc hai người đang nói chuyện thì Seiji bước vào, ông muốn Theo cùng mình đến gặp Jason. Jason mới đưa ra một kế hoạch mới, anh ta không có ý định tiêu diệt nữa, mà sẽ đưa tất cả mọi người quay lại ngủ đông. Ngay sau đó, Jason triệu tập cư dân thị trấn, để thông báo một điều quan trọng đó là anh sẽ cho tất cả mọi người ngủ đông. Người dân nghe xong thì vô cùng hoang mang. Seiji vội bước tới nói hiện tại công nghệ ngủ đông đã rất hiện đại, những gì họ cần làm chỉ là đi đến căn cứ một cách có trật tự. Jason đã mất kiên nhẫn, không nói thêm gì mà rời đi. Nhưng điều mà không ai ngờ tới là khi Seiji kiểm tra bộ ngủ đông, ông nhận thấy năng lượng hiện có không đủ duy trì tất cả các thiết bị. Jason lập tức biến sắc, hỏi có thể sử dụng bao nhiêu bộ ngủ đông. Seiji trả lời 571 cái. Đây là một sự lựa chọn vô cùng khó khăn. Có hơn 1.000 cư dân, nhưng chỉ một nửa số họ được giải cứu. Jason lập tức tìm Theo, yêu cầu anh phân loại tình trạng sức khỏe của tất cả người dân, và đưa ra lời đánh giá. Không ngờ Theo vừa nghe xong đã đoán ra ý định của Jason rằng, không phải tất cả mọi người đều được đi ngủ đông. Chắc hẳn căn cứ về tình hình sức khỏe là điểm đánh giá để chọn ai, bỏ ai.
Thấy không giấu được nữa, Jason đành thú nhận rằng họ đang thiếu bộ ngủ đông. Tio cho rằng điều này là không công bằng và đề xuất có thể rút thăm. Nhưng Jason không đồng ý, nói rằng những người tài giỏi như Tio và học sinh thế hệ đầu tiên sẽ được ưu tiên chọn trước. Tio vẫn không đồng tình và bắt đầu đặt vấn đề với Jason. Bạn gái Carrie của anh ta bị vô sinh, vậy có phải cô ta cũng sẽ không được chọn không? Jason chưa biết trả lời thế nào thì Carrie bước vào cắt ngang cuộc cãi vã của hai người. Jason làm như không có chuyện gì, lập tức rời đi. Nhưng Tio vẫn suy nghĩ về việc này, không nhịn được mà kể hết cho Carrie. Ngoài ra còn nói Jason có khả năng sẽ bỏ rơi cô. Điều tốt nhất cô cần làm lúc này là thoát khỏi anh ta. Nhưng Carrie tin chắc rằng Jason sẽ không bao giờ làm như vậy. Tio liền đáp, Jason không yêu cô, David mới là người yêu cô. Carrie không hiểu ý Tio là gì. Lúc này, Jason đang sàng lọc hồ sơ của mọi người. Cuối chiếc hộp, anh vô tình nhìn thấy một hồ sơ bí mật mà David để lại. Sau khi đọc nội dung, Jason sợ đến mức ném thẳng vào thùng rác. Tài liệu đó ghi lại một quá khứ hết sức kinh hoàng. Trong giai đoạn cuối cùng trước khi thực hiện dự án ngày tận thế, David đã dùng toàn bộ sức lực để việc tìm kiếm thế hệ lãnh đạo tiếp theo. Đối tượng tốt nhất đương nhiên là những đứa trẻ có gen tốt. Ông ta tìm kiếm nhiều cô gái độc thân đang mang thai, và cuối cùng tìm được một gia đình thượng lưu. Với tài ăn nói của mình, David đã thuyết phục được họ trao cho mình đứa trẻ sắp chào đời. Người mẹ là một cô gái rất thông minh. David rất hài lòng và tin rằng con cô ấy sẽ thật phi thường. Nhưng không may, 10 ngày trước khi dự án bắt đầu, đứa bé được chỉ định làm lãnh đạo thế hệ mới đã chết. Lúc đó không còn nhiều thời gian để tìm ra người thay thế nên trong lúc cấp bách, ông đã chi một số tiền lớn để đến bệnh viện tìm một đứa trẻ sơ sinh khác, đó chính là Jason. Nhưng điều không ngờ tới là mẹ của đứa trẻ chính là Carrie. Carrie sinh ra trong một gia đình thường dân nhưng cô ấy rất thông minh và sắc sảo. David cảm thấy Carrie chính là trợ thủ đắc lực nhất cho người cai trị trong tương lai. Vì vậy, ông đã có một quyết định táo bạo, đó là đưa Carrie đến thị trấn và giả mạo hồ sơ của cô ấy để che đậy danh tính là mẹ của lãnh đạo tương lai. Nhưng khi Jason nhậm chức và nhìn thấy hồ sơ của Carrie, cảm thấy cô là người rất thông minh nên đã ra lệnh đánh thức cô. Tuy rằng hai người là mẹ con, nhưng Carrie thức dậy sau Jason nên tuổi tác không chênh lệch nhiều. Mãi cho đến bây giờ, Jason mới biết được sự thật này. Anh run lên vì sợ hãi. Đúng lúc này, Carrie đi tới gặp anh, cô rất hoài nghi về những gì mà Tio đã nói với mình. Carrie hỏi Jason có phải anh sẽ bỏ rơi mình không? Jason không thể trả lời vì bây giờ anh đâu còn tâm trí gì để quan tâm đến chuyện này nữa. Anh cho rằng Carrie đã cố tình che giấu chuyện của hai mẹ con. Nhưng hóa ra chính Carrie cũng không biết điều này. Thời điểm đó, David đã lừa cô nói rằng sẽ đưa con cô đến một thành phố khác. Kết quả là Carrie và Jason đã xảy ra cãi vã. Trong lúc xô sát, Jason rút ra khẩu súng. Carrie muốn cản anh lại nhưng không may đã làm nổ súng trúng Jason. Jason yếu ớt nằm trên bàn. Carrie lo lắng nhìn anh. Sự thật này quá mức tàn nhẫn và ngoài sức tưởng tượng. Cả hai đều rất đáng thương khi trở thành con rối của David. Lúc này đã có những cư dân trong thị trấn đến cổng căn cứ và muốn ngủ đông càng sớm càng tốt. Nhưng lính canh chưa nhận được lệnh nên chưa cho họ vào. Ngày càng có nhiều cư dân kéo đến. Tất cả đều đã chuẩn bị sẵn sàng cho chuyện này. Họ không biết rằng một nửa trong số họ sẽ bị bỏ rơi một cách tàn nhẫn. Càng không biết lũ quái vật bên ngoài sẽ ập vào khi nào. Trong khu rừng bên ngoài bức tường, một số quái vật đang vây quanh thủ lĩnh đang hấp hối của chúng. Dùng một thanh gỗ đốt nóng đỏ để khâu vết thương cho thủ lĩnh. Đêm đó thủ lĩnh đã vượt qua cơn nguy kịch và lấy lại phong độ. Nó nhìn xuống dưới vách đá. Bên dưới là vô vàn những người biến dị đang tụ tập náo nhiệt. Chúng dường như đã sẵn sàng để tấn công thị trấn bất cứ lúc nào, để chiếm lại lãnh thổ vốn dĩ thuộc về mình. Jason bị thương đã được đưa tới bệnh viện để cấp cứu. Nhưng đáng tiếc là anh ta đã ra đi mãi mãi. Bên ngoài rất nhiều cư dân đã tụ tập chờ tin tức. Bác sĩ Tio bước ra và thông báo về cái chết của Jason. Mọi người nghe xong đều lộ ra vẻ tiếc nuối. Tio khuyên họ bớt đau buồn. Điều quan trọng nhất bây giờ là làm theo nguyện vọng cuối cùng của Jason. Tiếp tục sống sót để loài người không bị diệt vong. Mặc dù điều này nghe có vẻ đúng đắn nhưng đã bị một bác sĩ khác nghi ngờ. Vừa nãy anh ta nhận ra rằng, Tio khi phẫu thuật đã vi phạm một lỗi hết sức cơ bản. Anh ta nghi ngờ Tio cố tình để Jason chết. Tio đương nhiên không thừa nhận chuyện này. Nhưng sự thật thế nào thì chỉ có mình anh mới biết. Ngoài ra bác sĩ còn phát hiện ra nhóm máu của Jason rất hiếm. Ngoại trừ người thân của anh, người dân của thị trấn chỉ có Carrie là cùng nhóm máu. Những điều này khiến Tio nghĩ đến một khả năng. Sau khi kiểm tra thông tin, anh đến tìm Carrie và bày tỏ sự nghi ngờ của mình. Cả Jason và Carrie đều được ngủ đông ngay sau khi cô sinh con. Người phụ nữ này cuối cùng đã hiểu Jason là con ruột của mình. Cô phút chốc không thể chấp nhận được sự thật trớ trêu này, liền nôn thốc nôn tháo. Nữ trợ lý này cũng nghe được một số tin đồn về danh sách sơ tán. Bà lo lắng đến nói với Tio rằng mình có rất nhiều năng lực, hy vọng anh đừng bỏ lại mình. Tio chợt nhớ ra điều gì đó, lập tức đi tìm chỉ huy tạm thời của thị trấn là Seiji.
Không ngờ danh sách vẫn được sắp xếp theo như ý định trước đó của Jason, ưu tiên những người có năng lực đặc biệt và thanh niên thế hệ đầu tiên. Tio rất không đồng tình về việc này. Seiji hỏi anh có cách nào tốt hơn không? Ngay cả khi anh dùng cách bốc thăm để quyết định thì cũng đã quá muộn. Quái vật có thể tấn công bất cứ lúc nào. Tio im lặng, anh biết rằng danh sách đó đã là kết luận cuối cùng. Bên ngoài thị trấn, rất nhiều quái vật từ những nơi khác nhau đã bắt đầu tập trung về phía bức tường. Thủ lĩnh nhìn đoàn quân của mình và gầm lên trời một tiếng lớn, ra hiệu bắt đầu cuộc chiến. Cuộc chiến sắp nổ ra, và những người lính đã bắt đầu đưa cư dân về căn cứ theo từng đợt, yêu cầu họ chỉ được mang theo những vật cần thiết. Do danh sách đã được lập từ lâu nên những người không được chọn chỉ có thể ở nhà. Những người lính không nói về việc họ sẽ bị bỏ rơi mà nói dối là lần sau sẽ đi, còn những cư dân được chọn đã xếp hàng để chuẩn bị bước vào cabin ngủ đông. Sống trong thị trấn một thời gian dài, họ biết rằng không còn sự lựa chọn nào khác ngoài tuân theo sự sắp đặt. Carrie cũng rất may mắn, cô vốn là người không có tên trong danh sách vì vô sinh. Nhưng cái chết của Jason đã làm trống một cabin, và Tio đã sắp xếp để cô được vào ngủ đông. Học sinh trong trường là những người đầu tiên được bố trí đến căn cứ. Nhưng điều không ngờ là một số học sinh cũng bị bỏ lại. Hóa ra thị trấn đã có một kế hoạch ghép đôi các học sinh lại với nhau, để bắt bọn họ sinh con. Những học sinh này đã phản kháng và đây chính là lý do họ bị bỏ lại. Chàng trai này thấy em gái đang gọi mình trên xe liền chạy đến an ủi, kết quả là bị binh lính đánh gục xuống đất. Đây là sự ưu ái của thị trấn với thế hệ đầu tiên sao? Cùng lúc đó, vài người lính gõ cửa nhà Roy Baker, chuẩn bị đưa cô vào cabin ngủ đông. Nhưng chồng cô là Sander đã bị ngăn lại. Binh lính giải thích rằng anh phải đợi đến lượt tiếp theo. Roy Baker đương nhiên không muốn và khăng khăng muốn đi cùng chồng. Tuy nhiên Sander dường như đã đoán được điều gì đó, và kéo Roy Baker sang một bên để an ủi, cô mới chịu rời đi. Khi cuộc di dân đến căn cứ sắp kết thúc, Seiji đến phòng thí nghiệm tìm Tio và yêu cầu anh nhanh chóng vào cabin ngủ đông. Bác sĩ là một nguồn lực khan hiếm và cần được bảo vệ. Nhưng Tio bây giờ đã hoàn toàn thất vọng về thị trấn thối nát này. Anh ấy cảm thấy mọi người đều có quyền lựa chọn cuộc sống mà họ muốn mà không phải bị cưỡng chế đưa đến đây. Cho dù tất cả mọi người đã chết hết trong thảm họa hơn 2.000 năm trước, thì ít nhất họ vẫn có một cuộc sống trọn vẹn. Vì vậy Tio đã quyết định sẽ từ bỏ việc ngủ đông để ở lại, nhưng vẫn sẽ đóng góp vào sự duy trì của nhân loại theo cách riêng của mình. Trong tin nhắn để lại, anh nói rõ kế hoạch của mình. Nhiều trùng vi khuẩn trong lịch sử loài người được lưu giữ trong phòng thí nghiệm. Anh dự định lựa chọn ra cái chớp đen bằng cách tiêm vào cơ thể mình virus bệnh sốt thương hàn và mắc bớt. Anh sẽ đi ra khỏi thị trấn trong thời gian ủ bệnh và để cho quái vật ăn thịt mình. Theo ước tính của Tio, chỉ cần 3 loại virus này lây lan là đủ giết sạch lũ quái vật. Sau đó, những cư dân đang ngủ đông có thể thức dậy sớm nhất có thể và bắt đầu lại cuộc sống. Camera giám sát cho thấy số lượng người biến dị tụ tập bên ngoài thị trấn rất đáng sợ. Và con người không còn nhiều thời gian nữa, những cư dân còn lại cũng đã nhận ra rằng họ đã bị bỏ rơi một cách tàn nhẫn. Hầu hết đều là người già yếu, tất nhiên cũng có cả những người quá bạo lực hoặc nổi loạn. Sander, một trong những trụ cột của quân nổi dậy cũng là một trong số đó. Anh nhìn rất nhiều người trên đường phố đốt và đập phá đồ đạc, như một cách để trút cơn phẫn uất trong lòng. Nhiều người thậm chí còn bắt đầu xông vào hàng rào. Một người lính đã bị giết bởi đám đông sau khi đưa những người cuối cùng vào. Chứng kiến điều này, Seiji phải bắn một phát súng cảnh cáo mới làm vơi đi sự hỗn loạn. Chàng trai này là một trong số ít những học sinh bị bỏ rơi. Cậu đang buồn bã đi trên phố thì tình cờ gặp Sander đang ngồi uống rượu một mình. Hai người đàn ông cùng cảnh ngộ bắt đầu an ủi nhau, thì bất ngờ có một chiếc xe tải chạy tới. Đó là bác sĩ Tio. Anh bảo hai người nhanh chóng lên xe. Họ đang đi thì có hai người đàn ông hùng hổ đến chắn đường. Sander không nói nhiều, chỉ bước ra khỏi xe và bắn. Tio lái xe đến căn cứ và để họ nhanh chóng vào buồng ngủ đông. Một người lính vừa chết nên họ còn chống hai cabin. Bất chấp những mâu thuẫn trước đó, Tio vẫn tình nguyện nhường chỗ cho Sander để vợ cũ và anh ta có thể chung sống với nhau. Có lẽ đây là tình cảm cuối cùng mà anh dành cho vợ. Khi Tio quay trở lại phòng thí nghiệm để thực hiện kế hoạch tiêu diệt quái vật, anh phát hiện những chủng vi khuẩn mà anh đã chuẩn bị trước đó đã biến mất. Hóa ra Carrie đã từ bỏ cơ hội được vào cabin ngủ đông để đến đây. Sau khi biết được kế hoạch của Tio, cô đã tự tiêm 3 chủng vi khuẩn vào cơ thể mình. Kể từ khi vô tình giết chết Jason và biết được mối quan hệ giữa hai người, Carrie cảm thấy vô cùng đau khổ. Cô cảm thấy Tio chính là niềm hy vọng của thị trấn. Vì vậy đã đưa ra quyết định này. Bây giờ dù có nói gì cũng đã quá muộn, Tio chỉ đành lấy thuốc giảm đau đã chuẩn bị và để Carrie sử dụng trước khi bước ra ngoài bức tường. Nó sẽ giúp cô ấy bớt đau đớn hơn. Ở thời điểm này, nhóm người cuối cùng đang chờ đợi để được vào buồng ngủ đông. Tio đứng trước tất cả bày tỏ suy nghĩ của mình. Trong thị trấn này, anh đã nhìn thấy mặt tối nhất của bản chất con người. Bên cạnh đó cũng gặp được nhiều người tốt. Có thể đây chính là xã hội loài người thực sự. Anh hy vọng rằng mọi người sẽ sống sót để ngọn lửa của nền văn minh nhân loại có thể sinh sôi và phát triển trong tương lai gần. Khi Tio bước vào cabin ngủ đông cùng mọi người, Seiji bắt đầu công việc dọn dẹp cuối cùng
tắt nguồn điện của toàn thị trấn, chỉ để lại nguồn cung cấp năng lượng cần thiết. Nhưng ông hơi do dự khi thiết lập chương trình ngủ cho buồng ngủ đông. Chỉ cần bấm nút kết thúc, những con người duy nhất này sẽ không còn tồn tại. May mắn cuối cùng ông đã không làm điều đó. Với tia hy vọng cuối cùng, Seiji cũng chìm vào giấc ngủ đông. Đáng thương cho những cư dân bị bỏ rơi chỉ có thể tự tay kết thúc cuộc đời mình. Bên ngoài thị trấn, đội quân người biến dị đã được tập hợp đông đủ. Và chỉ cần có lệnh chúng sẽ xông vào tấn công. Lúc này, Kerry đã đến bên ngoài bức tường để thực hiện sứ mệnh cao cả. Cô đang mang trong mình 3 loại virus mà dự kiến sẽ xóa sổ lũ quái vật. Không lâu sau đó, một tiếng gầm kinh hoàng chuyển đến. Bộ phim tới đây kết thúc rồi. Bạn sẽ làm gì nếu một ngày bị lạc vào thị trấn bí ẩn như trên? Hãy bình luận phía dưới để chúng mình được biết nhé. Đừng quên ấn like, share và đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình ra thêm nhiều video mới nữa nha.